Rồi cô Ước ơi, chiều nay mình lại tiếp tục. Ở xã mày à, chín mà chín gục luôn á cô Ước, nghe trái chân ha. Còn hai cái mít này là mình đốt để cho nó chết rồi, để cho nó trống cái khu vực này á cô, quá gặm gặp, nó rụng lá quá chịu hết nổi. Còn đằng trước mấy cây xoài của cái bông hết hồn luôn á. Rồi, cái này chiều nay mình lại tiếp tục sửa mấy cái dừa nữa cô á. Chắc là đang cầm trên tay nha, chưa đội lên đầu nha. Đồ đạc vũ khí thì còn bỏ ngoài kia. Gì đó bút. Ồ, cái chim nó bay nhảy trên quá, hai con chim khách ha. Hôm qua cũng gặp hai con chim khách, bữa nay cũng gặp hai con chim khách. Cô bác thấy mấy cái rễ lan nó xỏ xuống đã. Để mình lấy cho cô bác xem nha. Cái rễ lan nó xỏ xuống rồi cô bác. Xanh mơn mởn rồi ha. Tốt dữ dội. Xanh. Rất là tốt. Cái lan đã. Nó xỏ cái lan. Chùm 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 chùm. Ở đây nữa nè. Cái lá xoài nó rụng xuống. Đấy, hết hồn. Cái lá môn này vô đây nó cũng lớn, hết hồn lớn luôn nè cô. Lá môn khổng lồ. Cái cọng môn là 2 mét mấy đó cô. Tuốt ở dưới rồi luôn. Còn cái này là cây đô la. Đô la đồng tiền vậy đó. Lan kiếm, còn cái này hồ điệp nè cô. Cái này nó tốt lại nè. Cái này là bông cẩm cụ nè cô, cẩm cụ bông nè, da bông nè cô xem. Cái còn là lan tai dôi đó, nó giống như cái lỗ tai con dôi, nó tròn tròn bự bự vậy nè. Nhưng mà cái này có nhiều loại lắm, có loại thì nó màu màu đỏ, còn cái loại của mình ở đây thì loại màu trắng. Có loại màu đỏ thẫm nữa cô, con này ở đây là mình màu trắng, có là thấy bông nhóc trơn. À, tới mùa của nó. Rồi hôm qua hôm kia thì mấy cái lan bồ câu nó ra hoa quá mà quên quay cô bác. Câu mấy bữa trước ra hoa. Mùa này thì mùa bông xoài, cô bác thấy xoài bông hết hồn. Chim kìa, chim nó bay ngạt con cho kìa cô bác, 4-5 con luôn ở ngoài cái mé xoài này cô bác không thấy. Để mình đi vòng xuống đây cho cô bác coi mấy con chim. Ồ, có con cò nữa kìa. Đó, nó kêu chi ché trong một chân nữa cô ạ. Rồi vừa nói kêu cái im gu chân. Nó kêu ở dưới, nó nhảy nhảy ở đây nè. Nó nhảy cái tàn mất ngoài không thấy à. Cái này thì xòi bông dữ lắm luôn. Rồi cái này mình trở vô. Cầm trên tay dễ quay cô ạ, hồi đội lên đầu nó khó. Còn cái này là lan ống điếu. Lan ống điếu. Cái nào cái nấy nó xỏ rễ nhìn xuống đã hết sức. Chùm chởm. Cái này cũng vậy nè. Xỏ xuống chùm chởm đã. Thẳng băng ha, cho nó xỏ xuống hoài chừng nào đụng đất thì thôi. Rễ không. Để mình nắm cái sợi rễ nè cô có coi này, sợi rễ nè hết không. Sợi ghế này cô bác coi bây giờ khoảng 1,5 m 2 m đó cô bác ghê ghê. Ủa chị à, đằng kia mấy cái dây đằng kia có mấy cọng ghế cả 2 mét mấy rồi cô bác. Mấy cái ở trong đó mình treo tuốt ở trên đó cô bác, hồng xuống đụng đất luôn. Rồi trở lại cái việc chính của mình, cái trên là dừa khô rồi cô bác, rụng quá xá rụng luôn, rụng đùng đùng luôn đó, nhóc trái chưa ha. Còn xoài nè cô, xoài trái già nè cô thấy không, trái trời ngược nắng là chắc cô không thấy. Xoài lỗ này là xoài thường của cái này, xoài thường trái nhỏ nhỏ không, trái vẫn bằng bắp tay rồi, nó không bự không đó. Cái này cô bác nội đang có bầu con, cái này thèm chết luôn. Nè, xoài bông nữa nè, bông xoài, xoài bông, xoài này thì trái bự lắm, này được 2 cây đó. Từ từ cái mình thấy cái cây gì lạ lạ, cái cây gì nó nó ngon ngon, cái bắt đầu mình nhét vô mình trồng.
nhét cho mình trồng cái vườn mình đủ thứ cây chứ. Ví dụ như đây là cây bơ nè, cô bác mình trồng nè, cây bơ này nó đang tốt này. Ở nhà mình cũng trồng một số cây bơ nữa, cô bác thấy nó tốt mà. Từ từ thấy mình có cây bơ. Đó. Còn ở đây là cây mãng cầu ta nè cô bác. Mãng cầu ta này cũng có trái nhiều năm, nhưng mà mình làm biếng bọc. Chứ bọc thì cũng có trái ăn nhất luôn. Tới mùa trái cũng nhiều lắm mà làm biếng bọc. Trồng cho có cây chứ mình cũng làm biếng ăn thôi. Còn cái này là cây chanh. Cây chanh thì mình đã mé rồi nè cô bác. Mé cho nó gọn lên nè, bữa hổm nó xù hết trơn ha. Bữa hổm trái nhạt trơn. Bây giờ nghịch vụ rồi. Nghịch vụ thì vẫn có trái cô bác. Nó là có trái quanh năm luôn đó. Nghịch vụ thì vẫn có trái nhưng mà nó ít thôi. Còn tới mà chính vụ của nó thì trái đầy dẫy hết. Nhiều cô bác thấy cũng còn trái hết trơn ha. Thì dư ăn. Gia đình thì dư ăn luôn. Cây mãng cầu ta. Mấy cụ trúc quá sáng nó ve xuống kinh nè. Tại cây trúc thì nó không ve hung cô bác. Mà cái có mấy cái dây dây giác rồi nó leo lên nó nặng nó quằn. Ở xuống kinh sợ che đường thôi đi nè. Còn cái bụi ở trong này thì thoải mái rồi. Mà nhìn mấy cái bụi trúc, bụi tre đồ của thôi mới thấy có cái hình bóng quê hương ở trong ha. Bụi trúc, bụi tre mà chịu mà dọn dẹp đẹp kỹ đó cô ạ. Hết gâu ria rồi là nhìn đẹp lắm. Cái bờ chuối của mình, cái bờ này thì chưa có dọn được nữa cô ạ. Như cái gừng nè. Ở đây là cây mơ. Bắt đầu ra trái nữa kìa cô ạ. Nó qua đợt là đâu còn trái bự đâu. Còn bắt đầu bây giờ nó bắt đầu ra trái lại rồi đó. Cái này thì bự lắm. Cái này, cái gốc cái chỗ này chắc cả 3-4 tấc. Đây, mấy cây mãng cầu sim. Mãng cầu sim thì cũng làm biếng bọc luôn. Thành cho mình chặt bỏ luôn. Nó trống trải. Mình trồng lại mấy cây bơ cái ấy rồi ăn chơi. Gì nữa, kiếm cái cây gì lạ lạ, cái mình nhét thôi mấy cái đường này nè. Nhét dài dài. Ví dụ như kiếm những cây... cái gì nhập nó cái măng cục đồ đó giả sử không nhận cho xoài nó bông kinh khủng khiếp luôn. Vô phim không biết cô bác thấy bông không, cái bông nó hơi đen đen đó cô bác, nó bị bọ rồi nó ăn hơi đen đen ở ngoài mình thấy nó vẫn bông hết hồn bông ghê lắm bông này. Rồi mình đi có đại ca đi theo rồi kìa. Theo đó rồi hả, giả bộ làm lơ hả. Mình tranh thủ đi cưa cây dừa này nữa cô bác ơi. Cưa cây dừa này sớm sớm hy vọng là mình còn ăn được cái cổ hủ ha. Cưa trễ trễ là nó ăn lên tới cái cổ hủ là cây dừa bỏ, mà cái cổ hủ mình cũng bỏ luôn đó. Thay cây dừa này chắc chắn chết rồi, nó ăn bụng lỏng ở trong cái thân đó luôn rồi, không còn gì nữa. Nó ăn kiểu này nè cô bác nè, cây dừa này cũng vậy nè, nó ăn bụng lỏng trong vậy nè là cây dừa chết rồi đó. Nhưng mà còn lớp da thì nó sống lay lắc đỡ đỡ vậy đó, thế chắc chắn là tiêu rồi. Mình hy vọng là còn được cái cổ hủ, để chừng nữa tranh thủ rồi có thể ngày mai mình quay mình cưa cái đó rồi sẽ có cổ hủ không cô bác coi nha. Còn cái này là mấy cái nhà đam thường đó cô, nhỏ nhỏ không à. Còn ở trên là dừa nè cô bác, có buồn. Cái dừa này thì mình ăn được mấy buồn rồi cô bác thấy nó đậu trái đó ha. Người mấy buồn rồi. Nhưng mà cái vườn này ít trái là tại sao cô bác? Tại vì không phải là nó không có trái, nó cũng có trái lại gai. Nhưng mà cô bác biết sao không? Tại cái dừa này nó còn thấp. Thành ra hễ mà khi mình muốn uống nước dừa là mình ra cái vườn dừa này mình hái không à. Tại nó thấp dễ hái. Mấy cái vườn kia thì có trái nhiều, nhưng mà ngặt nghẽo nó cao quá, nó khó hái. Cái này thấp thấp, thành ra có trái nào hái trái đó uống. Bởi vì cô bác thấy cái vườn dừa mà không có trái nào là gì đó. Rồi ở dưới nè, cái này là nha đam thường của bác ơi, nó có chút xíu xíu à, để mình đưa cái ngón tay vô để cô bác xem nghe, nó xíu xíu gì nè, không lớn rồi chứ á. Cái loại này giống như là cái loại cây gừng với cái cây lai vậy đó, cây gừng nhỏ xíu. Rồi ôi, cái công trình của mình hôm qua cũng dữ dội lắm đó cô bác. Hôm qua mình biết bao nhiêu cái nhánh dừa mà nói quất dòm nè, đóng ha, lên nóng chưa. Rồi mình quay vòng vòng cô bác xem nghe, vòng quanh thế giới Ajinomoto nghe. Đó, đẹp đẹp lên hả cô bác.
Ồ, nhìn mấy trái xoài đã hết sức rồi. Có giờ mấy trái xoài kìa, đó, đã hết sức rồi. Cái vườn bên kia thì mình cũng mới dọn sơ sơ chứ chưa có dọn kỹ không á cô bác. Cũng chặt lá dừa bớt rồi đó cô bác, thấy trống trống à, còn khúc này sau thì gặm gạp đó. Thì dòng bữa nay mình dọn cái khúc sau nữa là coi nó trống trống được một chút. Mấy cây điên điển nó tốt tốt được một chút. Mình chỉ dọn có cái mép bên này à, còn mép bên này chưa cô bác. Cái này tại bên này thì nó không có cần thiết khung. Thành ra mình dọn trước cái bên này đi, rồi từ từ bên này thì mình gánh mình dọn thêm. Chứ mấy cây dừa này cô bác dòm này nó ra bắp hết trơn rồi nè, ra bắp đó cô bác, hai hai bắp luôn. Rồi cái cây này, cái cây này à, nó cũng ra bắp rồi kìa cô bác, bên đây một bắp nữa nè. Rồi bên đây một bắp nữa nè, đầu nó ra bắp nhóc trơn hồ, cây đó cũng hai bắp nữa kìa, rồi đầu nó ra bắp rồi đó. Cây này thì chưa ra bắp, cây này còn nhỏ. Cây này nè ra nè, một bắp hai bắp nữa nè, dưới bắp bên này. Bắp bên này thì không có đầu trái nào chứ, còn trên này thì cũng ra bắp nữa kìa. Đó. Là bắt đầu nó có thể có trái rồi, có trái là ra đều đều rồi đó. Nhưng mà mấy cái đợt đầu thì nó không có được nhiều trái đâu, một trái hai trái ba trái, chừng mà nó sung sức rồi đó, nó đủ sức rồi đó thì nó mới có trái đấy. Đây, nó mới có trái dữ. Còn cái này trái lọt sọt một vài trái chứ không nhiều. Mà dọn sơ sơ cũng đẹp quá ha. Rồi quay lại sau lưng cô bác xem cái nữa nghe. Đó, quay vòng vòng cô bác cũng giống như là mình bây giờ là đi tản bộ chơi vậy đó nghe. Ê, cục cưng, cục cưng. Biểu à, biểu, biểu, biểu. Ở đây biểu à. Biểu rồi, biểu. Ở đây, ở đây biểu rồi. Biểu à, biểu. Ở đây. Nó thấy cầm cái máy quay nó sợ nó không dám lại cô á. Biểu, biểu, ở đây. Biểu à, biểu, biểu. Biểu, nó sợ nó không biết làm cái gì á. Có cái máy quay trường trường ở trước. Rồi ô, mấy cái ngày đầu tiên của cô bác ơi bắt nó về á, muốn đụng nó đụng không được, nó sợ dữ lắm luôn. Từ từ mới quen, giống như mấy cái cô gái trẻ mà mới về nhà chồng đó cô bác cô, mấy cái ngày đầu bẽn lẽn dữ lắm. Từ từ cha mẹ chồng cũng chửi luôn. Quen người ta nói là đi thiên quen chồng, vợ chồng quen hơi gì đó. Đúng rồi, cây điện điển bên này cái nữa, bên này phải xả nước ra cô bác ơi, xả nước ra là ra cả mét đó, đó. Cái ao bên này mình cũng ém nước, cái ao bên này mình cũng ém nước luôn, cái xả ra là nó giật xuống cả mét nữa đó. Mà bên này thì mình đang trồng thì có chăng là mình bơm nước vô thêm chứ không có xả, còn bên này thì có thể mình xả ra được, xả ra để cho nó khô đất rồi cho nó bong đất lên nữa trồng nó mới tốt. Hôm qua thì mình dọn sơ tới ngoài này, ở ngoài này thì có một cây dừa bị chết nữa nè. Cái gì ngoài này nó bị chết nữa nè, bị nó ăn. Cái gì cũng vậy, cũng phải có hao hụt hết trơn hết cô á. Cũng giống như khi người ta làm cái gì người ta cũng tính chiết chiết khấu hao hụt ở tổng doanh, có khi nào mà còn trọn vẹn được. Còn cái vườn chuối cao kìa cô á, thấy đã không? Chuối cao già đó cô á, đã chứ không? Ăn xong cái buồng này ha, rồi tới cái buồng đằng đó. Rồi đằng kia nó đang trổ bắp nè. Mình còn buồng trong đó nữa kìa. Chuối cao thì ăn thoải mái cô bác ơi, chuối kia chuối xiêm rồi thì mình ăn còn ngán còn dư, còn chuối cao thì mình ăn thoải mái, ăn ăn nó không có ngán không, bởi vì ăn nhiều hoài được hoài. Rồi cô bác thấy cái khu này quá xá đát ha, rồi chiều nay mình sẽ dọn cái khu này nha. Bắt đầu gắn lên đầu nè. Bữa nay rút kinh nghiệm cô bác ơi, mình không có đút cái máy vô nữa mà mình trượt. Có nghĩa là mình lấy cái khớp ở dưới mình trượt vô, nó hơi khó chút xíu. Nhưng mà nó an toàn, nó không có đụng vô cái máy. Còn mỗi bữa thì mình gắn nó vô cái khung. Bữa nay thì mình gắn nó vô cái khung sẵn rồi, để mình chỉ trượt cái bản lề vậy thôi. Trượt thì vô thì nó hơi khó, nhưng mà nó không có đụng tới cái máy quay của mình thì nó an toàn hơn, nó không có bị tắt giữa chừng. Nãy giờ đi vòng vòng tới đây không là hết phần 3 pin rồi đó, ăn nhiều chuyện. Cái bà điện điển bên kia mới tốt hả cô, dài dài đó. Đó
tốt. Bữa này thì nó không tốt không, nhưng khi mình dọn mấy cây dừa này rồi, cô bác đảm bảo là giờ bữa là điển điển là nó sẽ khác liền, nó có ánh nắng là nó sẽ khác. Cô bác nhìn xuôi là thấy điển điển cũng nhiều lắm ha, còn nhìn ngang thì thấy nó hoang tàn sơ sát. Vậy đó, mà có bông là bao nhiêu đây, đảm bảo cô bác là hái là mệt nghỉ đó chứ không phải đi chơi đâu. Nhưng cũng vừa, tại còn nhiều công chuyện chứ không phải ở không ngồi hái điển điển hoài. Buổi sáng nay thì mình làm vòng vòng trong nhà, chiều chiều mát mát rồi mình mới chạy ra đây. Mà cô bác thấy nè, đây cũng nhiều chuyện chút xíu nữa nha. Nè cô bác ơi, dừa nè, khô tựa lửa tùm lum chân nè. Cô bác thấy nè, dừa khô nè, dừa tươi nè, dừa ngắm vỏ nè. Ở đây có một bùn dừa thiệt là khô nè cô bác. Nó rụng ở dưới nè, rụng trái nè. Để lụm vô nha, để người ta lụm ăn tội nha. Ở đây đi. À, dừa khô đằng này hình như cũng có dừa khô nữa nè cô á. Mình đi đến hồi mang lên đầu không biết quay nó có trúng chặt gì không, bây giờ mình quay trước đi. À, dừa khô nữa nè cô á. Rồi ai lột dừa khô dục đây luôn không biết, chắc chắn không phải mình rồi đó. Lột còn lột vỏ này nè, dừa khô nhúc chân rồi. Ở ngoài đây chút xíu mình dọn chút xíu là cái khu này đẹp trai đẹp gái lên nha cô á. Bây giờ thì nó quá tùm mà cô á, coi ở trên quá xá tùm, chuột ấy gì nó ở rồi từ lưa cho mà coi. Giờ nè cô á, mình dọn nó trống trống rồi, cái nó nắng rồi cái mấy con chuột rồi nó không ở được, còn ẩm ẩm gì nó ở dữ lắm. Rồi nhắc là ve trở lại mang đồ nghề lên nha, ngồi đâu gồng nè. Cái này cũng như quay chơi giải trí cô á, thư giãn để cho ở trong nhà ghét cờ bị chết rồi nha. Bởi vì nhiều cô bác mà ở trong phòng mà ở trong nhà ghét đó nha, nhiều khi nó u uất cái tâm hồn cái gì. Mình có giường tựa cái gì cái mình ra mình vận động chút xíu, làm cỏ làm gác hoặc là đi cái gì lui chút xíu là nó đỡ lắm, còn mình ngồi tù túng ở trong nhà ghét rồi nó cái gì cho nó mệt mỏi lắm, nó bức xúc tâm lý ha cô bác. Còn như ở quê gì rồi đi tới đi lui chút xíu là nó thoải mái rồi. Mà ở đây được cái không khí trong lành của bác. Đây nó là không khí cực kỳ trong lành luôn của bác. Thấy là cây cối rồi không mà có máy móc động cơ gì đâu. Ở ngoài thì lúa đã cong trái me đó, là chín bông cái rồi đó của bác. Những cái bông đầu tiên thì nó đã vàng vàng, nó chín rồi đó. Đã hết sức rồi. Thì ruộng ở đây là khoảng 120 triệu công của bác. Những miếng đất này là khoảng 120 triệu một công. Một công là 1.296 mét vuông, là khoảng 1.300 mét vuông mà khoảng 120 triệu thôi. Thì tính ra cũng không mắc hả cô bác. Nếu như một người công nhân á, mà làm mà tích cực á cô bác ơi, một năm mà chịu tiết kiệm đó, có thể là mua được khoảng công đất đó, chứ không phải chuyện chơi. Tại vì công nhân trên thành phố, những người mà làm mà giỏi á cô bác, một tháng ta tới mười mấy triệu. Mình có mấy cái người quen đi làm ở trên thành phố tháng mười mấy triệu, nhưng mà phải tiết kiệm xài kỹ lưỡng cho lắm đó, mới còn dư. Có nghĩa là mình lên kế hoạch rồi chắc chắn là trong một năm mình phải về quê mua được mảnh đất hay gì sẽ xử gì đó nha, thì mới còn được, còn nếu không thì không có dư được, khó lắm. Rồi nhắc này trở lại cái câu chuyện của mình ở đây nha, cắm bắn cò nữa nè, có thấy mình treo ở giường đầy giấy cho ha. Rồi ở trên á, mấy con chuột nó ăn mấy trái non ăn trơn quá, tại nó bịch quá. Rồi bây giờ cái nào thấp á thì mình chặt, còn cái nào cao thì mình lấy cái cưa. Rồi chắc này gắn lên đầu nha, hết nửa pin luôn rồi cô bác ơi. Rồi gắn lên đầu nha cô bác. Không biết làm sao mà gắn vô đây nè. Rồi nãy giờ không biết có đụng vô cái nút nào không, hy vọng là nó còn quay nha cô á, không quay là nói chuyện ên kỳ lắm. À sẽ thử cái nữa ra nè, thử mình gỡ ra cái nữa nha, cũng chưa có gắn cái kiểu này thằng nào chứ cô á, tại vì trước kia cái này trứng nó khó dữ lắm luôn. Rồi còn
dặn con ốc thì là dễ nhất, bình thường thì dặn con ốc là dễ nhất cô bác, nhưng mà ngặt cái trên đầu mình dặn con ốc không biết cái máy nó ngóc lên ngóc xuống làm sao, thành ra bắt buộc mình phải dặn con ốc cố định trước. Ở nhà mình đã chuẩn bị cái để cao để thấp làm sao rồi dặn con ốc cố định nè, bây giờ chỉ cần trượt cái khớp vô thì cái độ cao của nó mới gần khá chính xác. Rồi chắc này còn quay đó cô bác ơi, trượt vô lại nha. Dắt này là có quơ lung tung rồi cô bác cũng thông cảm nha, cái này cái đầu mình đâu quơ chứ không phải cái tay nha. Đó. Bây giờ dọn cho nó ấy lại. Cái dừa này là dừa lửa nè, có trái đẹp lắm. Xíu nữa đứt cái bảng. Có ong không? Bay do do hết ghê. Nhiễm ba dù dù. Tại cô bác biết mà mấy con ong á cô bác, nó gặp mấy cái dừa mà nó có bắp gì đó, nó buông cho nó hút mặt rồi. Không ông gùi rồi tay vụ vụ ghê. Mấy cái phim gì là cô bác fan ruột mới coi, coi vui. Còn bình thường người ta coi nó cô bác phải lựa cái gì nó lạ, nó hấp dẫn, nó kỳ bí, nó kích thích lắm coi. Chứ ai mà coi cái gì mà kỳ cục gì. Nó không có cái gì mà nó kích thích người ta theo nó cô bác. Cái này là đơn giản thôi. Ôi ở đây mình có một cái dây thuốc quả nữa nè. Thôi không phải kêu bằng dây cứt quả cô bác ơi. Bước nó xuống hồi nhiều khi cái này người ta kiếm tặng ai không ra đó, có cái đợt người ta kiếm hỏi mình kiếm mà không có cô bác ơi, bây giờ có nè. Tại sao lại gọi là dây cứt quả, để mình không biết máy quay trên đầu quay trúng không cô bác thông cảm nè. À, là cái trái của nó nè cô bác, khi mình ấy là y chang như cứt của con quả vậy nè, ở trong cái trái của nó cái hộp đen y chang như cái cứt con quả ỉa ra đó cô, bởi vì ta gọi là dây cứt quả đó. Cái này là cái trái chưa cái không, cái trái chín nó đỏ rồi ở trong á cô bác, nó bời bờ ở dưới gan cái cứt quả rồi cái cứt quả, cái lá của nó hơi khác với cái lá của điềm hắc sửu chút xíu, khác với cái lá dì giác chút xíu nè, cái lá nó gần giống như lá khổ qua vậy đó. Nhiều khi kiếm không ra mà nhiều khi có đó mà không ai sử dụng. Trời ơi, có bùn dừa, có trái nào mà phát gầu hết sức rồi, mấy trái này không nên thân rồi. Nó eo ọt quá. Tại cây dừa này bị mấy cái cây lớn đó, nó hứng ánh nắng hết rồi. Chặt trước một cái rồi hồi cưa sau nữa. Gọn trước. Sơ sơ chắc là đã thấy đẹp trai đẹp gái hả cô? Cái gì đó chứ không đơn giản đâu. Chặt mà còn phải xếp có bề có lối gì nè cô bác ơi. Chứ mình thấy mà lộn cái bề cái lá dừa đó ha, nó bật ngửa bật nghiêng á. Cô bác nhìn hồi cái vườn cũng thấy ghê nữa. Để sắp cho nó đều, cho nó có thứ lớp gì đó, nhìn cái nó đẹp. Nó đẹp ở trên mà nó xấu ở dưới. Giống như cái người mà có khuôn mặt đẹp thôi cô bác ơi, mà nhìn đợi tàu cái chân sao mà hột sòn hết. Nó bị ngồi bị chửi nữa. Cái chân hột sòn không cũng kỳ ha. À, nó còn gọn rồi. Chưa mà sao. Quên cái máy trên đầu. Bị quay ngồi. Cô bác coi nhức đầu. Hạn chế quay dữ lắm rồi đó nha. Giữ cái đầu của nó cố định dữ lắm rồi. Rồi đẹp
chưa? Bút cái lá này luôn. Mấy cái lá này úp xuống cũng đỡ cỏ nữa. Mà có trồng dừa, mà dừa mình lớn lớn rồi đó cô, thì nó cũng đỡ cỏ lắm. Mấy cái lá dừa nó che nó chưa? Cỏ nó không nổi. Rồi còn cái này nữa. Rồi bây giờ cái dao hết tác dụng rồi, bây giờ tới cái nè, nhét này đi. Bây giờ tới cái cưa, làm tay chai thôi nha, làm nhân nghệ thôi nha. Biết cái máy quay nó có quay lên không biết. Cái cán cưa này nó cũng hết hạn sử dụng rồi, nó tát quét hết trơn rồi, qua nhiều đợt chiến tranh rồi. Cái giường nó chút nhấp hết trơn vậy đó. Mà cái cán này cô bác coi nè, phải lấy mà băng keo quấn tùm lum hết trơn, nó tát quét vậy nè. Cái máy quay quay trúng không biết nè, nó tát quét trơn vậy nè. Mà giường thì chút nó bụi bành bành không. Bởi vì ta nói thợ rèn á, nhiều khi không có cái dao ăn trầu là gì đó cô bác. Chút nhóc trơn mà làm mất nhơn. Mấy cây dừa mà bị chuột nó ăn nó có nó dính nó trở nó rớt luôn nhấp trơn nữa ha. Cái gì dọn gì là nó cũng đỡ mấy con chuột bọ lắm. Trời ơi phế quá. Ở giờ quá. Dừa đó giờ quá. Chuột bọ nó ở tùm lum tới lưa hết. Cái đừng có chê mấy con chuột ha, mấy con chuột và cái con đứng đầu 12 con giáp đó, con truyền thiết và con chuột đó, cái con vào cổng thiên định đầu tiên luôn đó. Người ta có cái chuyện cổ tích gì mà người ta nói cái con chuột nó không có biết mà ai mà mạnh hơn nó. Bắt đầu thì nó cứ tưởng là con mèo, phải không cô? Con chuột à? Con chuột nó cứ tưởng là con mèo là cái con mạnh nhất, bởi vì nó mới cử ra một cái tên gọi là thông thái nhất trong cái loài chuột. Cô mình kể chơi vui thôi nha, chú hát đừng có kêu phải chính xác hay cái mẫu chuyện cổ tích thì mình không biết đường kể. Kể chuyện vui thôi, giết thời gian nha. Bởi vì cái con chuột á, nó không có biết ai là cái người mạnh nhất thế gian. Cái này chuyện cổ tích nha cô bác, chứ không phải cái chuyện mà đeo nhạc cho mèo nha. Đeo chuông cho mèo là nó khác nữa nha. Bởi vì con chuột á, nó cử ra trong cái loài chuột của nó có một cái con mà thông minh, nhanh nhạy mà thông thái nhất à. Nó mới đi hỏi con mèo. Trời ơi, con chuột đi hỏi con mèo. Cái này chuyện cổ tích nha cô bác, chứ con mèo mà nó gặp con chuột là nó giặt liền chứ đó mà ngồi nói chuyện với nhau nữa. Giống như cái hoàng tử khủng bố lại là người ta bắt liền chứ đâu mà để cho nó ở không ngồi nói chuyện, thấy không? Thì thành ra là nó lại nó gặp con mèo trời ơi ngửa lên mà nói chuyện nó mệt thở không kịp. Nó hỏi con mèo, nó hỏi anh mèo ơi, anh có phải là cái người mạnh nhất thế gian không? Trong cái loài chuột của tôi là thấy là anh là cái loài đời ghê gớm nhất rồi đó. Không có cái con gì mà tôi sợ bằng cái con mèo, chứ là cái loài mèo của các anh đó, là cái loài mạnh nhất rồi, rất là vừa luôn. Phải là cái loài mạnh nhất không? Con mèo nó không có. Tại vì cái người nào thì sợ người kia sợ người nọ hết cô bác. Nhiều khi cô bác thấy thôi cái ông hàng xóm ông bậm trợn như các ông ghê lắm nha. Nhưng mà ngặt cái ông hàng xóm nó coi chừng ông, người sợ bạn ông, sợ ông giám đốc hay gì không có. Mình tưởng người kia vậy nhưng mà họ còn có cái sợ hơn đó. Rồi hai cái dừa luôn để lụm cái nhà rất nhiều quá không biết đường lụm. Giờ nó rớt luôn cái lỗ đầu nữa. Giống như đứng dưới cái quả bơm vậy đó cô bác ơi, lỡ rồi cứ cưới cho mấy thằng này rớt xuống luôn rồi, không xuống rớt được rồi. Cưới cái máy này coi,
ở ngoài nó che lúa anh ta nữa. Cưa nó trống gì thì nó bớt chuột bỏ. Tới chừng mà hỏi con chuột mà nó hỏi con mèo rồi đó cô bác ơi, thì bây giờ cái con mèo nó cũng muốn nói thiệt. Nó nói cái lò mèo của tôi á, tuy là ghét cái lò chuột lắm, tới đâu cũng phải bắt chuột chân, mà cái lò chuột rồi gặp mèo chúng tôi sợ lắm. Nhưng mà gặp cái lò mèo chúng tôi còn có cái sợ hơn, còn có cái ghê hơn nữa là con chó. Con mèo mà gặp con chó là thôi rồi, con chó nó còn con hơn, nó rượt con mèo chạy cong đuôi luôn á. Trừ khi những con mèo nó quá hung dữ, mà gặp con chó nó hiền quá cô bác, thì con chó mới sợ con mèo thôi. Còn 90% là con mèo sợ con chó. Ở nhà mình cũng vậy nữa. Mấy con mèo bị con chó nó rượt, được chạy cong đuôi luôn. Bởi vì cái con mèo thì nó sợ con chó. Thành ra khi hỏi cái con nào mà mạnh nhất đó cô bác, nó thì cái con mèo nó có con chó. Con chó là cái loài mà chúng tôi sợ nhất. Vậy là cái ông này ông sợ ông kia, mà trong khi ông kia ông lại sợ ông nọ. Vậy là cái ông nọ là cái ông mạnh nhất rồi phải không cô bác? Phải không? Cũng như mình sợ ông sư phụ, mà ngặt cái ông sư phụ bây giờ ông sợ cái ông sư tổ. Không, vậy là ông sư tổ là ông mạnh nhất. Nhưng mà ngặt cái bây giờ con chuột nó muốn đính chính thông tin, nó mới chạy đi hỏi con chó. Hỏi con chó, con chó bây giờ cái con gì là mạnh nhất, có phải là cái loại chó các anh không? Tại vì trong khi tôi lại sợ mấy cái anh mèo, mà bây giờ anh mèo anh nói là cái loại chó của các anh là cái loại mạnh nhất. Vậy là có phải vậy không? Cái con chó nói sao cô ạ? Nó không phải. Tuy là cái loài mèo sợ cái loài chó chúng tôi, nhưng mà thật ra chúng tôi có nhiều cái sợ. Con chuột nó hỏi sợ cái gì? Nó nhiều chuyện nữa. Kể chuyện vui thôi nha cô á. Bây giờ con chó nó nói nó sợ gì? Con chó nó nói nó sợ con trâu à. Lại con trâu mà nó giận giận nó đá một cái là chết liền nữa. Cô bác biết con trâu không? Đây gọi là trâu điên đó cô bác. Với con trâu với con ngựa mà đá vào lái đó là chết liền đó, chết người đó chứ không phải chuyện chơi đó cô bác. Thế còn cô bác mà cô bác nào chưa có quen con trâu hoặc là chưa có quen con ngựa ha, cô bác nào chưa từng gặp nó thì làm ơn có đứng bên hông đó, đừng có đứng ở phía sau của nó hay gì nghe. Nó đá vào lái một cái là chết liền đó. Đá vào lái đó cô bác. Con trâu, con bò, con ngựa ha, nó đá vào lái là cái cú đá của nó là như trời giáng rồi đó. Khủng khiếp lắm đó. Hoặc là cái sừng của nó đụng mình cái là cũng là ruột đó, trong cái chuyện chơi hồi xưa mấy cái người mà nuôi trâu á cô bác, đó mình cũng không nuôi trâu nghe, nhưng mà nhà có nuôi, nhưng mà hồi đó nhỏ quá thành không biết nuôi trâu hay sao thôi, chứ nhà đó cũng có nuôi. Mà nghe mấy cái người lớn kể lại cô bác, mấy con trâu mà khi mà nó đụng lộn với nhau có ai dám vô cạc nữa. Rồi né né từ đằng xa không, hoặc là lấy cây mà dít mà đánh nó chứ không có dám lại gần nữa cô bác. Nó đụng một cái là lòi ruột thì mấy con trâu mà nó chém lộn đó cô bác, nó lấy sừng nó chém lộn đó. Chém mà chừng nào chết thôi. Con trâu thấy gì nó ghê lắm. Nhưng mà có một cái là con trâu á, thường nó ngán con người là tại vì con người xỏ mũi nó thôi. Chứ con trâu nó mạnh dữ lắm. Mấy con trâu lớn á, nhìn thấy là người ta đứng cạnh con trâu nó kêu một hình vậy. Con trâu lớn con bự ghê lắm. Thành ra là có con chó nó nói chúng tôi sợ là sợ những con như con trâu vậy đó. Mấy con nó thì nó ghê, nó lớn, nó to lớn, nó bệnh trợn lắm. Trời ơi, một cú đá của nó là đủ lấy mạng của tôi rồi. Thành ra con chó nó nói thấy vậy chứ con trâu ghê lắm. Gặp con trâu là nó phải chạy cong đuôi thôi chứ không phải chuyện chơi dám lợi gần trâu đâu. Thì bây giờ cái con chuột này cô bác ơi, cái con chuột mình được cử ra để hỏi cái người nào mà mạnh nhất thế gian á, nó mà nghe nói vậy rồi sao? Nó nói vậy là rồi, vậy là chắc con trâu là cái con mạnh nhất thế gian rồi chứ còn gì. Nãy giờ 3-4 con mà con nào nó cũng sợ con nào, mà cái con này nó lại sợ cái con trâu, phải không cô á? Cũng như anh A sợ anh B, mà anh B sợ anh C, anh C mà sợ anh D, vậy là anh D là anh mạnh nhất. Có kể cái chuyện này biết biết thật có chừng cũng chạm dây nha mình. Cái chuyện nào là nhưng mà cái này mình giải trí rồi, có không giải trí lành mạnh nha. Mình không có chuyện bá mê tín dị đoan hoặc là đưa ta vào cái chỗ mộng mị, không có. Mình giải trí lành mạnh thôi, vui chơi thôi. Không thấy chứ. Cũng như mình hít cái hơi thở không lành cho cái không khí trong lành nữa, nó không có độc hại chứ. Cái chuyện vui chơi thôi, giải trí thoải mái. Nhiều khi cô bác vui vui cười cười cái nó cũng
cỡ 10 thang thuốc bổ ha. Đó. Thì bây giờ cái con chó này nó con trâu là con dữ dội nhất. Con trâu á, con trâu, con bò, con ngựa là nói chung á, nhưng mà ở đây là đại diện là con trâu. Cô ác là đi mà gặp người ta bán những cái cặp sừng trâu á, cô ác người ta bằng thịt trâu người ta còn bán cái cặp sừng trâu á. Nhiều khi cô ác gặp cái cặp sừng trâu mà không hải thùng nữa rồi. Cô ác nó ở phố hay gì ha, chưa từng gặp con trâu á, mà khi gặp người ta bán những cái cặp sừng trâu nó mang rồi đó cô ác. Lấy mấy cặp sừng trâu là bán, cô ác cào nhìn cái cặp sừng trâu đó cô bắt hết hồn hết vía. Vừa khủng khiếp vậy đó. Còn ở bên Tây Tạng thì người ta có những con trâu dắt hết cô ác. Cái lông nó xỏ dài với còn gớm nữa, còn khủng khiếp nữa. Con trâu dắt nó ở xứ lạnh, cái lông nó dài, nó phủ dài, nó tùy theo cái điều kiện môi trường mà nó phát triển khác nhau ha. Thì bây giờ cái con chuột này nó nói vậy là chỉ có con trâu, con trâu là nó to lớn vậy, rồi nó khiến cho những cái con khác mà nó sợ vậy, vậy là con trâu là con mạnh nhất rồi chứ còn gì nữa. Thành ra là nó phải tôn thờ con trâu để nhờ con trâu giúp đỡ nó, không có quá giúp đỡ cho cái loài chuột của nó, bởi vậy nó mới cử ra một đứa đi hỏi người nào mạnh nhất để nó theo tôn thờ người đó, để cái người đó bảo vệ. Cũng giống như là ở sớm của cô bác đó, cô bác đi dài dài hỏi thăm cái người nè, ở sớm mà ai mà ngán nhất, cái cô bác lại cầu cạnh cái người đó đó, cô bác mà chơi với cái người mà mạnh nhất đó ở sớm đó, rồi mấy người khác có dám ăn hiếp cô bác đâu. Giả sử vậy đó nha, giả sử thôi nha, chứ mình đi đừng có đi cầu cạnh mấy người xã hội đen nha cô bác. Dính líu vô nó lu bu lắm. Còn cái câu chuyện này thì nó tương tự vậy đó. Bây giờ mấy cái loài chuột này nó muốn cầu cạnh cái người nào mạnh nhất để bảo vệ cho nó, chứ bị ăn hiếp đủ thứ rồi. Gặp con mèo con hiếp, con chó con hiếp, con gì cũng hiếp nó chứ. Thành ra đi cầu cạnh cái người mà khỏe mạnh nhất. Nhưng mà bây giờ là hỏi con mèo không phải, con chó không phải, bây giờ đi hỏi tới con trâu. Thì con trâu nó nói sao cô bác? Nó to lớn thiệt, có thể nói là to vô cùng to luôn đó. Nhưng mà ngặt cây. Bây giờ tôi cũng còn sợ lắm, không phải là cái mạnh nhất đâu. Con chuột nó sợ cái gì? Thì con trâu nó nói chắc chắn là cô bác biết là con trâu sợ cái gì rồi. Còn gì vậy? Cô bác là fan ruột của mình là cô bác còn biết sớm. Gần 90% cô bác đang nghe này là biết con trâu sợ cái gì rồi. Rồi nói luôn là con trâu nó sợ con cọp ha cô bác. Cô bác còn nhớ cái câu chuyện mà chí khôn của ta đây đó, mình có kể trong cái series điên điển rồi đó. Con trâu nó sợ con cọp. Cái khi mà con cọp mà lại muốn ăn thịt con trâu rồi đó, con trâu hải hùng. Hải hùng nó điêu biếu rồi, nó nói là cái con người mới là cái con dữ dội nhất, phải không? Là cái câu chuyện hết. Cái câu chuyện mà chí khôn của ta đây đó. Có đó, nhưng mà thôi bây giờ bỏ qua cái đoạn đó. Bây giờ giải thích tại sao mà cái con trâu nó sợ con cọp, là tại vì cái con cọp nó có móng vuốt, nó ăn thịt những cái con vật như là con trâu thì nó ăn là chuyện bình thường, thấy không? Có con trâu, con bò, con ngựa, con ngá gì là nó bắt nó ăn bình thường. Có ơi có coi mấy cái chương trình mà thế giới động vật, mấy cái mùa mà di cư đó, mấy cái đoàn sơn dương, mấy con trâu rồi đó, rồi rồi mấy con hổ, con sư tử rồi đó, nó gình á, nó cắt từng con nó ăn thấy ghê luôn hả cô á. Bởi vì mấy con trâu, mấy con lợn rừng rồi đó, nó sợ con hổ lắm. Cô bác biết con lợn rừng là cũng loại dữ dội lắm nha, không phải chuyện chơi đâu. Con lợn rừng là nhiều khi con hổ cũng phải kiên dè đó, nhưng mà nó vẫn không sợ hả cô á. Con cọp, con hổ, con sư tử là loại chúa sơn lâm rồi, nó chỉ e dè chút xíu thôi. Chứ nó cũng ăn tuốt mấy con lợn rừng mà loại có nành ghê lắm. Nhưng mà nếu so với phần thắng là con lợn rừng không thể nào mà thắng nổi con cọp vậy. Thành ra con cọp là chúa sơn lâm. Rồi bây giờ mà cái con trâu nó nói là chỉ có con cọp thôi. Con cọp sợ lắm. Có con cọp lại là nó ăn thịt tụi tôi luôn đó. Có nghĩa là nó ăn thịt trâu, bò gì, nó ăn gáo chứ. Cô bác nghe trong mấy cái chuyện châu Phi rồi đó, bắt con cọp xay lúa đó cô bác. Cô bác nghe còn nhớ cái chuyện mà bắt qua Phi bắt con cọp xay lúa không? Con cọp mà gìn heo, gìn gà, gìn vịt từ của ống quá rồi. Rồi cái bắt đầu là ổng mới làm cái cối xay nè. Chứ cái cối xay mà phải có cái cán xay á cô bác. Cái cối là mình phải xay tròn tròn ha, thì bột nó mới xuống. Rồi bây giờ ổng làm cái cán. Cái cán nấu vô đây. Nó có cái cù lẳng quay vậy nè. Đó, ổng làm cái cán dài á. Đó, ổng làm mà tới con cọp mà nó vô mà nó chụp vô cái cán, cái móng nó dính vô cái cán này, nó cứ rứt ra rứt vô, nó cứ chạy vòng vòng hồi cái thành cái cối nó quay. Cọp chịu.
diễn tả gì cũng hơi khó hiểu ha. Nhưng mà chuyện bắt ba phi mà cô bác ơi, chuyện bắt ba phi là cái chuyện trào phúng, cái chuyện vui thôi, chứ cái chuyện đâu có thiệt. Ví dụ như cái chuyện mà đặt lời trên cây rồi chẳng hạn, cái đó là chuyện trào phúng để cho nó vui thôi, kể lại cái thời cực khổ ngày xưa thôi, hoặc là mấy cái chuyện mà chiếc tàu rùa đồ vân vân đó, của pha phi rồi đó, chuyện vui thôi. Thì bây giờ trở lại cái câu chuyện của mình, mà cái này kể chuyện vui thôi cô bác ơi, thành ra mình cũng không có cần nó mau chóng cho nó kết thúc gì, cũng không cần. Cái chuyện giết thời gian mà. Hỏi muốn ách xì nó nóng hổi lỗ mũi mà không ách xì được. Nóng hổi cái lỗ mũi mà không ách xì được, tức gì đâu. Đó, bây giờ mà đi gặp tới con hổ. Muốn ách xì mà ách xì cũng được, nó bức xúc sao đó. Đi gặp con, bữa mới đi gặp con hổ nha, con ấy á, cái con chuột á, nó đi gặp con hổ, nó mới hỏi anh hổ, anh hổ, rồi mà công nhận nha cô bác ơi, phải nói lại nha, cái này là cái chuyện cổ tích nha. Chứ con hổ mà nó gặp con chuột nó đè cái là con chuột chích queo ở đó, mình ngồi đó hỏi mọi người ta mà gặp con hổ là cũng hết hồn hết vía ở đó, ngồi đó mà còn hỏi trò chuyện với nhau nữa, đã bấy lâu nay mà bắt đến nhà đó. Cái kiểu đó đó thì làm ra là cái con chuột mình hỏi nha. Trời ơi, cô bác tưởng tượng giấc này con chuột nó đứng kế bên hổ, nó bằng cái móng chân của con hổ, nó mới hỏi anh hổ, anh hổ, nghe nói ở đây là anh là người mạnh nhất không, tại vì tôi đi hỏi hết rồi, đi hỏi con mèo, con chó, con trâu đủ thứ trở ngờ, bây giờ nói anh là cái người mạnh nhất phải không? Rồi sao? Cô bác nghĩ là con hổ nó trả lời sao cô bác? Mà công nhận á, mấy cái con này á cô bác ơi, nó thiệt tình không? Thấy không? Nãy giờ cô bác thấy là nó trả lời thiệt tình. Chứ như cái người của mình ha, nổ nổ chút xíu á, nói anh phải người giỏi nhất không? Cái cô bác ừ liền. Nổ, không có. Nổ để cho người ta khen mình. Còn mấy cái con này nó không có nổ cô bác ơi, nó có sao nói gì. Dở nó nói dở. Ví dụ như người ta nói ừ, hồi đó là phải anh học giỏi nhất lớp không? Cái cô bác nói ừ, hồi đó là học giỏi, giả bộ nổ vậy đó nha. Ai biết, ai mà điều tra được hồi xưa mình học dở hay giỏi. Nhiều khi nổ vậy đó nha. Nhưng cái này người ta là có sao nói gì. Như mình hồi đó là học dở nhất thầy. Thì nói thẳng là học dở nhất thầy. Thì mấy cái con này nó cũng vậy đó. Nó nói nó không phải là người mạnh nhất. Chứ nhiều khi người ta nói chúa Sơn Lâm là mạnh nhất không cô bác. Nhưng mà con hổ nó không phải. Con hổ nó còn sợ một con, cô bác biết sợ con gì không? Cái này thì nhiều khi cô bác nói đúng, có khi cô bác nói sai nha. Còn hồi nãy con trâu á, thì có thể cô bác đoán ra là con hổ, nhưng bây giờ con hổ á, nó yếu hơn con gì, cô bác đoán ra không? Cảm nhận ha, nói chuyện mình ên mà cũng đặt câu hỏi được nữa ha. Rồi ai trả lời đây? Cô bác câu đặt trả lời. Đó, thì bây giờ cái con hổ nó nói á, mình đảm bảo cô bác sẽ suy nghĩ hai cái đáp án đó. Không, suy nghĩ hai đáp án đó. Bây giờ con hổ nó nói ai là người mạnh nhất đó. Rồi cô bác là người khi giấc này cũng gối tung hết trơn nha, có người nói con người mạnh nhất, thấy không, có người nói con voi mạnh nhất, cái con hổ nó trả lời sao nó nói con voi là mạnh nhất, tại con hổ nó đâu có sợ người đâu cô bác. Con hổ nó đâu có sợ người. Cô bác thấy ha, ôi ôi con người mà gặp con hổ là tao nói chạy 80 phút. Sợ dữ lắm. Nghe nói mà có hổ hay gì ha, là ngày xưa là người ta kêu bằng ông không đó cô bác, chứ đâu dám kêu con hổ, người ta kêu bằng cái ông 30. Nhưng người ta đâu có dám kêu con hổ, sợ lúc kêu bằng ông hổ không. Bởi vì trên núi cấm con bác thấy là có hang, kêu bằng hang ông hổ. Chứ đâu có kêu bằng hang con hổ. Bởi vì người ta mà còn sợ con hổ đó cô bác. Nhưng mà ngặt cái con hổ nó có cái kỵ. Cũng giống như ông chồng thì sợ bà vợ, mà ngặt cái bà vợ thì sợ con ma, thì vậy là con ma mạnh hơn. Nói vô gì. Hay không, tại vì ông chồng sợ bà vợ. Bà vợ dữ quá.
chồng sợ bà vợ, mà trong khi bà vợ sợ con ma, như con ma mạnh hơn chồng nữa, phải không cô? Cái chuyện lây mà ra mà khi trời tới đây không biết sao cô hát nó mắc cười vậy. Dù khi mình nói chuyện vô duyên, gắng cưa hết cây này thay cục pin nha, chắc cũng gần hết pin rồi đó. Thì thành ra có con hổ này nó nói tôi là còn sợ một con, sợ có con một hả? Thì thành ra là tôi không có con mạnh nhất, mạnh nhất là thuộc về cái con đó. Con chuột nó hỏi là cái con gì, con hổ nó con voi. Có con voi á, trời ơi, cái loại hổ của tôi mà đứng gần con voi á bự bằng cái bàn chân của nó. Con voi nó quá bự, con voi nó bự 3-4 tấn luôn cô bạn, 3-4 ngàn ký không có, ít nhất là cũng là cả ngàn ký. Mấy con voi mà dạng mà voi mà vô cổ ngày xưa, mấy con voi ma mút rồi thì không biết bao nhiêu mà nói à, không có. Còn mấy con voi thường thường thôi cô bác, mà vô mấy cái chỗ mà ta xiết lâu lâu, hồi đó mình có đi coi xiết được mấy lần, mấy đoàn xiết người ta về quê người ta xiết thôi cô bác, có đem theo con voi cô bác ơi. Mình đứng gần con voi giống như là con nhái, con nhái đứng mà kế con trâu vậy đó, tưởng tượng vậy. Công nhận con voi bự thiệt, tự nhiên chắc cũng có vài cô bác là chưa từng gặp con voi lần nào, giờ gặp con voi ngoài đời thật đứng sát bên lần nào đảm bảo luôn. Và cũng có cô bác là đã từng gặp rồi, mình gặp mấy con voi trưởng thành, mấy con voi già rồi đó cô bác, thì cô bác mới cảm nhận được con voi nó bự như thế nào. Con hổ là trung bình là khoảng 200-300 ký thôi cô bác, mà con voi rồi cô bác thử tưởng tượng ra, nó 3-4 tấn là nó gấp cả chục lần, 10 mấy lần, 20 lần, nó thấy khủng khiếp không? Thành ra nó sợ, nó sợ nó bự quá đi. Giả sử như con hổ cắn một cái con voi không nhầm nhò chứ, mà con voi nó đạp cái là con hổ dẹp lép á. Bởi vì người ta mới gọi là ông tượng, cô bác, người ta gọi bằng ông, ta tôn trọng, ta gọi bằng ông tượng đó. Ở bên Thái Lan thì người ta tôn trọng con voi, nhưng mà cũng có một số người thì người ta dùng voi để làm du lịch. Thành ra bây giờ có một số tình trạng người ta biểu tình phản đối đó cô bác. Thái Lan người ta bắt con voi mà làm việc cực khổ quá, chết từ lưa tùm lum chứ, rồi bệnh tật không ăn uống gì trơn, cho mấy khách du lịch người ta ngồi trên con voi đó cô bác, đi dạo đó, qua suối qua sông rồi đó. Ở Việt Nam mình trên cao nguyên cũng có đó cô bác, mà ngặt cái bắt nó làm việc quá sức. Thì thành ra là cái con hổ đó, nó là có con voi, con voi là cái con mà làm cho nó sợ nhất, nó nguy hiểm nhất cái đó. Đó, tại vì nó bận quá. Con voi nó không phải nó quá hung dữ, con voi bình thường thì nó hiền, nó đụng chuyện nó mới hung dữ, còn con hổ thì nó hung dữ mọi lúc chứ, lúc nào nó cũng muốn ăn thịt ta chứ. Còn cái con voi thì nó khác, con voi thì dữ lắm rồi nó mới ấy đó, nhưng mà nó một khi đã nổi giận lên là ghê gớm lắm đó. Không có con nào mà đấu lại chứ. Nhưng mà ngặt cái bây giờ cái con chuột nó nghe nói gì thì nó đi tìm con voi. Nó nói đây là cái người mạnh nhất rồi chứ không còn gì. Tại người ta nói con hổ là chúa Sơn Lâm là mạnh nhất rồi. Mà bây giờ chúa Sơn Lâm còn sợ con này nữa, là cái con này là số 1 và number 1 rồi còn gì nữa. Chỉ là con hổ là number 2. Rồi cái con trâu là number 3. Thành ra nó chạy đi kiếm con voi của bác. Chắc mày sẽ đi tới con voi đó nha. Con chuột mà ở gần con voi của bác. Cô bác con nghe nói mà con voi nó sợ con chuột không cô? Con voi mà nó sợ con chuột, con ếch vậy đó. Có người nói con voi thì nó sợ con chuột, có người nói con voi nó sợ con ếch, con nhái. Có người nói con khỉ nó cũng sợ con ếch, con nhái. Bởi vì nhiều cái thông tin, bởi vì mình thấy là nhiều khi á, người ta vô mấy cái chỗ mà cái công viên á cô á, ví dụ như đó công viên Mỹ Thới hoặc là công viên Núi Sập, bây giờ cũng có một số khỉ đó, cái bắt đầu người ta móc mấy con ếch nhái cái ta dục. Người ta dục vô cái chỗ cái chuồng khỉ đó cô á, cái coi nó có sợ nó xỉu không. Mà nó có xỉu đâu. Bởi vì nhiều khi cái lời đồn nó không có chính xác cô bác ơi. Nhưng mà biết sao nói, nhiều khi nó xỉu ngang ai biết chừng. Cũng giống như có người sợ ma, có người không vậy đó cô á. Tại vì người ta nói là con khỉ á, con voi á, nhiều khi nó gặp con chuột nó xỉu. Nhưng mà cái người mà ta vô công viên đồ đó, người ta cũng hiếu kỳ nha, ta cũng chọc nha. Đem mấy cái con ếch, con nhái gì đó, người ta gói trong cái bọc á,
cái dục vô con khỉ, mà con khỉ cái tánh nó tò mò, con bắt nó gặp gì lạ lạ là nó bốc lên nó dòm nó thì nó bốc ra nó gặp cái con ếch, con nhái, con chuột thì giả sử như nó mà cái tập tánh của nó vậy là nó xỉu không ai về, mình thấy nó bình thường à, có mấy lần mình gặp rõ ràng mở ra coi bình thường không có xỉu không ấy chứ á, mở ra nó gặp con cóc, con nhái, con chuột thì cái đội nó giục bỏ à, nó ấy chứ á, nó không sợ thôi chứ, nó thấy cái món đó là không có nó không có ăn được hay gì nó giục bỏ, nó không có gì chứ. Đó. Rồi thế này được cái dừa nhất để cho nó mát mát chút xíu nha, con không biết còn pin không, nãy giờ nhiều chuyện quá chừng hết pin mất tiêu rồi, ráng còn pin đấy. Hết giữa chừng thế nó kỳ lắm, đậu mắt đuôi. Ôi còn cô bác ơi, còn được 13%, còn pin. Cái này mình chặt cái giường nha. Ôi cái máy quá nóng rồi, máy nóng, để vô cái bắp dế mình nó còn ấy. Cả vô đây cho nó đỡ nóng rồi, quá nóng. Chặt giấy dừa cái nha, không được quá khô quá nóng rồi. Để cái chỗ này mình cái gì đi nha, để cái đặt đi không biết nó có quay trúng gì. Chặt giấy dừa cái để gắn kể tiếp cái câu chuyện này nha cô á. Cái dừa hơi già rồi, cái buồn thì nó xèo, có buồn thì nó già già, nhìn mình chặt cái buồn già uống thì nó ngọt, nhưng mình không có bổ. Ngọt ngọt uống cũng đã hơn, ngon uống là ngon quá, nó chát chát uống dài dài cái uống rất luôn, nhưng mà nó không mát, uống còn nóng thêm nữa. Rồi. Cái và khăn luôn, nó ngọt không có ngọt quá, cái dừa chặt cái dừa nhìn đẹp quá ha, công nhận ngọt ngọt dễ uống thiệt. Rồi còn 10%, rồi chắc này tranh thủ kể cho hết câu chuyện này nha cô bác, hồi qua câu chuyện khác nha. để nó cái dạng giống như là cái chuyện mà mắc nợ vậy đó, quay ra đây cho cái cảnh đẹp chơi nha. Đó thì bây giờ mà cái con chuột nó nghe cái con hổ nó nói là con voi là con mạnh nhất rồi đó, thì bây giờ nó đi kiếm con voi, mà bây giờ nó hỏi con voi á, bây giờ có phải anh là cái người mạnh nhất không, mạnh nhất trên cái quả đất này không đó, tại vì hổ rất là nhiều con, những con mà dạng mà hung dữ nhất rồi đó. Con chó nó nghe răng muốn vuốt là nó cũng không dữ dữ lắm rồi đó, con trâu con bò là nó cũng nguy hiểm nữa, nó nổi điên lên nữa, gọi bò điên trâu điên rồi đó, nó cũng ghê dữ lắm, mà nó còn sợ con hổ, mà trong khi con hổ lại sợ mấy cái anh voi này, thì mấy cái anh là cái người mạnh nhất phải không, thì có con voi này nói sao không. Chúng tôi không phải là người mạnh nhất, mà mạnh nhất là phải nói là cái con người, mạnh nhất là con người, tại vì con người có thể săn bắt chúng tôi. Chúng tôi không có cái phương nào mà trốn thoát khỏi cái bàn tay của con người, thành ra con người là mạnh nhất. Họ còn bắt chúng tôi nè, nhốt lại nè, hoặc là bắt chúng tôi là làm xiếc, làm đủ thứ trò hề chứ mà chúng tôi không có phản kháng được. Tại vì họ dùng những cái roi điện nè, dây nhợ người ta săn bắt. Cô bác biết là ngày xưa có một số dùng á, người ta còn hung cái thuốc mê. Nhất là những cái cô bác ở cái người dùng Tây Nguyên á, mình nghe một số người kể lại là người ta hung những cái cây thuốc mê á cô bác, cái cây thuốc nó có cái chất mê, chất gây mê á cô bác, ta hung một đống vậy đó. Người ta bắt được con voi mà nó xa bẫy rồi đó ha, bắt đầu ta hung thuốc mê. Hung thuốc mê để bắt đầu mới thuần phục nó, để kéo nó bắt nó đem về cho nó dùng dãy là chịu không nổi đó cô bác. Người ta đem về ta huấn luyện rồi đó, mấy con voi con nó con rồi chứ nó bự dữ lắm rồi đó. Bình thường là nó dùng dãy là cũng khó ấy lắm, thành ra hung thuốc mê đó đó. Những người miền cao thì người ta nhiều khi đã biết những cái loại thuốc rất là hay, thì thành ra là cái con voi á nó nói là bây giờ tuy chúng tôi là cái con phải gọi là to nhất ở trong cái khu rừng này,
to trong thời điểm hiện tại nha cô bác. Ngày xưa con khủng long còn to dữ lắm. Hoặc là ở dưới biển thì cái con cá vôi xanh hay gì đó là con bự nhất thôi. Còn những cái thời khủng long thì không nói rồi. Thì cái con voi nó nói là hiện tại chúng tôi là những con to nhất, nhưng mà vẫn sợ cái con người. Thành ra con người là mạnh nhất. Tại vì họ có cái trí thông minh. Đó, giác này nó khen mình rồi nghe. Tại vì họ có cái trí thông minh, thành ra là họ dễ dàng săn bắt chúng tôi, và chúng tôi bắt buộc phải thuần phục họ. Đó. Họ rất là lanh lẹ, tuy là nhỏ nhưng mà họ lanh lẹ, biết dùng cái đầu óc của mình. Thành ra là biến chúng tôi thành những cái trò tiêu khiển cho họ mà cũng không có cách nào kháng cự. Thì thành ra nếu như nói cái mà vật mà mạnh nhất trên thế gian phải nói là con người. Rồi, nó báo bình yếu rồi, qua rồi cũng gán rồi. Chút xíu nữa nghe. Rồi khi mà cái con chuột này nó nghe nói vậy đó cô bác ơi, nó mới chạy đi tìm cái con người. Cái nhanh nhanh để hết pin nè. Nó chạy đi tìm kiếm con người. Thì bây giờ nó chạy vào nhà của con người, nó hỏi cái người đàn ông đó cô bác ơi, đi săn về đó. Đang đi săn về đó cô bác ơi, thấy săn được hươu nai gì đủ thứ cho nó. Nó nói đúng rồi, cái người này mạnh quá, giết thú gì đâu mà tùa lưa tùm lum hết trơn, cái kiểu này là chắc là rất là mạnh rồi ha, cái người này là mạnh nhất quả đất rồi đó. Cái người này là đáng mà bảo hộ cho cái loài chuột của mình, thấy không, xin cầu cạnh họ để mai mốt không có còn bị cái con diễn hiếp chứ. Nhưng mà ngặt cái cô bác ơi, ổng về tới nhà là mấy con hươu con nai ổng đeo trên mình đó, bắt đầu là cái bà vợ ở trong nhà bước ra gỡ lấy trơn cô bác, gỡ lấy đem xuống bếp trơn. Thì bây giờ cái con chuột này nó thấy gì, hồi ôi cái người này giống như là cái người mà bị tước vũ khí cho nó cô bác ơi, không có dám mà chống cự gì hết. Thì cô bác thử tưởng tượng đồ đạc của người này mà bị người kia mà tước lấy trơn mà không nói câu nào, chứ không có dám kháng cự lại, là cái người kia mạnh hơn rồi phải không cô bác, phải không, tước hết vũ khí rồi, lấy đồ trên mình của cô bác trơn mà không dám nói câu nào, giống như là cô bác mà ra ngoài đường mà gặp cái bọn cướp đi. Nó lại nó cướp đồ của bác mà cô bác không dám kháng cự cho, thì cái bọn cướp đó nó mạnh hơn cô bác rồi đó. Thì cái con chuột này nó vừa về tới nhà thấy cái anh thợ săn này đem đồ về nhà, mà bây giờ cái bà vợ bà lợi bà tước chiến lợi phẩm của ổng ở trên, mà ổng im ru không dám nói gì chứ. Rồi cái bà vợ kêu bây giờ ra đằng sau để rửa mặt đi, chuẩn bị ăn cơm. Cái ổng cũng lẻo đẻo đi ra đằng sau rửa mặt luôn cơ. Trời ơi, cái này cái dạng giống như Oisin vậy ha. Thì thành ra là cái con chuột này nó rồi cái con người mạnh thiệt, nhưng mà cái con người đàn ông này thấy là không có mạnh bằng cái con người đàn bà này. Con người đàn bà này mới mạnh. Mình nói theo kiểu của con chuột nghe, chứ không ai kêu bằng con người đàn bà chứ. Thì cái con chuột này nó nói là cái con người đàn bà này là mạnh nhất, mạnh nhất đó cô bác. Thành ra nó lợi nó cầu cạnh cái con người đàn bà này. Nhưng mà ngặt cái cô bác ơi, nó lợi nó vừa gặp cái người phụ nữ này. Cái người phụ nữ đó sợ chuột cô bác. Trời ơi, nó vừa nó chạy trước mặt rồi, nó vừa đứng hai cái chân sau, hai cái chân trước nó dở lên, nó định mà chào cái để mà nó bắt chuyện đó, nó hỏi đó nghe cô bác. Ai về cái bà này gặp con chuột một cái, trời ơi, bà chạy không đuôi, bà chạy sức dép luôn cô bác, sợ chuột. Có số cô bác sợ chuột đó nghe, chứ không phải chuyện chơi đâu. Nhiều cô bác mà ở trên thành phố xuống mà xuống quê mà gặp con chuột đó là, hoặc là gặp con thằn lằn con rắn hay gì đó là chạy rồi xích dép luôn đó, chứ không phải chuyện chơi đâu đó. Trời ơi, con chuột này nó hãi hùng rồi. Nó thấy cái chuyện này nó hơi kỳ kỳ rồi, sao mà cái người này là cái người mạnh nhất. Vòng vòng biết bao nhiêu con rồi, cái con nào cũng sợ con nào, cuối cùng cái con voi mà nó còn sợ con người, mà tại sao cái con người lại sợ mình ta, không lẽ mình là người mạnh nhất. Ơi, về cô bác ơi, nó mới kể là cái câu chuyện. Rồi bắt đầu mấy con chuột á, nó bắt đầu nó làm cổ, nó ăn mừng với nhau. Nó nói đúng rồi, cuối cùng á, mình mới phát hiện ra cái loài chuột mình là cái loài mạnh nhất. Tới cái con người đó mà chúa Sơn Lâm cũng sợ nè, con voi cũng sợ nè, mà ngặt các con người lại sợ mình. Không có A sợ B, B sợ C, C sợ D, E sợ F. Rồi cuối cùng là cái Z lại sợ A. Vậy là A mạnh nhất phải không cô bác? Đó, thành ra nó phát hiện ra cái con chuột là con mạnh nhất nha cô bác. Đó, rồi cái câu chuyện mình là kết thúc rồi đó. À, có lính nó đi theo dõi mình đó cô bác ơi. À, rồi tới đây thay cục pin ha. Ôi ơi, cái này còn 2% luôn, công nhận. Gì đó, cái chuyện vui nha cô bác. Giết thời gian chơi thôi, còn cái đúng cái sai thì nó không có quan trọng, quan trọng mình giải trí nó thoải mái rồi ha.
Rồi, vậy là ngừng ở thay thay cục pin, chứ mình nghỉ ngơi chút xíu rồi thay pin mới vô quay tiếp. Rồi, cô Hắc ơi, cái này mình lại tiếp tục nha. Lần đầu giữ một chút cái nó làm biến nhớ thay luôn. Đi coi kỹ là cách tay. Cô bác ơi, dừa dừa thì uống dừa. Rồi, giờ tiếp tục nghe. Không biết hồi nó lòi ra cái mẫu chuyện gì. Kẻ giết thời gian. Hồi làm cái nó đụng chạm tới cái chuyện gì đó, cái nó liên quan tới cái chuyện gì đó, cái nó lòi ra cái câu chuyện. Cười, 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 cười. Chả nè cô. Ồ, hồi nãy hái mấy trái này vừa nè, hai trái này vừa ăn. Chắc mời hái quá. Công trình bữa nay mình được mấy cây rồi nữa. Tại cái này nó cao quá của cô, nó tốn thời gian. Nó thấp thấp ở dưới cái mình chặn cái rồi xong, chặn cái xong. Nó cao quá. Cưa nó lâu. Cưa nó phải ngay ngay. Cưa nó cưa nhẹ hạ mới được. Người ta có những cái cưa máy, cưa tỉa cành nó có nó cao. Mang cái máy cưa đó mà ghim mình luôn. Cưa rồi về đêm ngủ lên thấy mình máy không còn, nó rung bằng bạc. Làm ổ rồi, có chuột làm ổ. Khô nhóc chờ ha. Cây mà cưa mà cái đợt cơ mùa nước đó của mình có quay phim, giờ nó lên lại nhấp chân. Rồi rồi ai ấy cây dừa, cây dừa quá thôi, quay quá sao xem nha. Ai mà hái dừa còn chặt một lỗ nữa, cái này hình như là làm cái thang để bước lên mà hái dừa hả, dừa bỏ tay luôn chưa. Mất sức cây dừa. Bỏ tay không. Cửa này nó mất thời gian ha, nhưng mà cái này nó tập được cái tánh kiên nhẫn. Ra là ra nóng quá đâu có làm cái này được, nóng vừa vừa. Nó cả tầm lưng hết. Ồ, cái cảnh này đẹp lắm cô á. Cái cảnh trời chiều ha, ở ngoài cái đồng ruộng ha. Đã hết chứ nào. Cái này nó dè cả lúa mà.
Rồi xong cả thấy nó trống trống được một chút ha. Để đóng đóng này ta nó vừa khô rụng xuống cái đường kia. Cưa lọn xạ cái hồi cho mình tỉa lại. Trồng chéo từ lưa trên cưa nó không đứt. Dính tùm lum hết trời. Cưa được nhánh này nhánh qua cây khác. Cưa lừa nhánh luôn không biết cưa nhánh nào. Cây này cũng có trái lại gai nè. Không biết bao nhiêu lá mà nói ha. Sống hải hùng. Không có cây cưa này là bó tay đó cô. Đâu có ấy mà leo lên trên là chẳng ai. Cưa này là mấy con chuột là nó di cư đi chân. Tại nắng quá nó đâu chịu nổi. Chuột là cái loài mạnh nhất ha. Ở chỗ mình hồi xưa của Hắc ơi, có cái ông chủ đất đường gần đây nè. Ông có cúng ông tí. Kể nghe anh đặng nghe anh ta chỉ chết. Cái chuyện tin tưởng của người ta là nói ra giống như chơi vai. Để kể nha cô bác nghe chết. Cúng ông tí có nghĩa là cúng chuột đó cô bác. Ông chuột là hàng năm á ăn lúa quá đi, rồi khi người ta xả lúa, bắt đầu xả lúa cô bác, người ta có cấm cúng ông tí. Người ta lấy cái vỏ con ốc qua cô bác biết cái vỏ con ốc bưu mình á, hoặc là cái vỏ con ốc quấn bằng ngón tay gì nè. Cho người ta làm cái táo, cô bác biết cái táo ngày xưa mà cái táo đông lúa đó là cái táo khoảng 20 kg đó cô ạ. Bắt đầu người ta đông táo cho ông tí, ta đứng ở cái đầu đất, ví dụ như người ta đứng đầu đất này đi, hàng ganh này đi, cái ta giá làm hầm. Ông tí ơi, năm nay tôi bắt đầu xuống giống rồi đó, tôi xả lúa ở đây, thì cũng cúng ông tí một số lúa ở đây, ông tí ăn lúa ở đây rồi đừng có ăn mấy cái lúa tôi xả ở dưới này, thì hết vụ này thì tôi sẽ cúng cho ông tí là khoảng 10 giả lúa, giả sử gì đó nghe. Cúng ông tí 10 giả lúa đó, rồi bắt đầu là lấy cái vỏ con ốc đó cô bác, để mình kiếm cái vỏ con ốc mình đông cho cô bác coi nè. Ví dụ cái vỏ con ốc này đi cô bác, cái vỏ con ốc này lớn đó cô bác thử rồi. Đây cái vỏ con ốc này xúc lúa, cái vỏ này được chừng 3-4 hột lúa hả, mà tính người ta ăn táo đó, xúc bằng cái vỏ con ốc đó cô bác đó. Một táo, 2 táo, 3 táo, xúc đủ 20 táo. Có người thì 20 táo, có người 5 táo, 10 táo, tùy theo người đó cô bác. Tôi muốn cúng nhiều cúng mà cúng ăn gian nha. Kể cô bác nghe anh vui đó. Thì cái này cái niềm tin của mỗi người thôi cô bác ơi, không có
phỉ báng hay gì mà kể để nhiều cô bác không có biết cái vụ này. Có cái vụ vui vui vậy đó, lần người ta cúng tương tự như mình nói hồi nãy vậy đó cô á. Năm nay con xuống giống rồi đó, thì xin ông táo là đừng có cắn lúa của con, thì con sẽ cúng hoặc là tôi sẽ cúng gì đó tùy cái cách xưng của mỗi người, thì con sẽ cúng cho ông tí là 20 giả lúa, 30 giả lúa gì đó, mà mỗi giả lúa là mỗi cái giỏ ốc đó, giỏ ốc mà để vô cái thau lúa đó cô bác ơi, múc lần được 2 hộp 4 5 hộp đó là tính táo đó cúng cho ông tí gì đó, người ta tin tưởng vậy đó cô bác ơi, là con chuột á nó được cúng rồi đó thì nó không có phá lúa mình nữa vậy đó. Cái đó là cái tập tục cũng hơi lạ chút xíu ha, nhiều khi chắc có những cô bác lần đầu tiên biết cái vụ này. Mà hồi trước là khoảng 10 năm về trước đó cô bác, khi mình còn làm ruộng á là mình thấy có một số người chủ đất người ta cúng vậy đó, cúng một tí vậy đó tới cái giỏ ốc mà đông vậy đó, còn không biết có người nào lấy cái giỏ gì đông không thì mình không biết mà tính bằng táo đó, giỏ ốc tính bằng táo đó, giỏ ốc nhỏ xíu à, phải giỏ con ốc bự này cũng đỡ nữa cô bác, con ốc này rồi con ốc bươu vàng à, giỏ ốc này á thì đông cái là cũng cả chục hộp lúa không, nhưng mà không rồi cái mình thấy ông kia ông lấy cái giỏ con ốc nhỏ xíu vậy ha, giỏ ốc nhỏ xíu vậy nè, giỏ chừng 1 2 hộp lúa à, trời ăn gian quá cái xúc xúc lúa của đem theo thau lúa nhỏ nhỏ vậy nè, xúc một cái 1 táo 2 táo 3 táo 4 táo vậy đó. Đồng táo trong đấy nè đó, rồi cắm 3 cây nhang cũng 1 tỷ đó cô bác nói mình nói chuyện tào lao nhưng mà chuyện có thật đó cô bác, cúng 1 tí. Rồi ngày xưa người ta còn cúng đất đai thổ địa đủ thứ cho khi xuống chấm đó cô bác, người ta không có làm bài mâm hay gì nha, người ta chỉ đem một cái bịch muối gạo đồ ăn hay gì đó lỡ cái đầu đất cái gốc đất của mình đó cô bác, ví dụ như cái gốc đất của mình giáp với đất người ta ở ngay cái gốc chéo vuông gì nè, hoặc là đầu đất hay gì đó, chỗ mà nào mà người ta cảm thấy chỗ đó nó linh thiêng hay gì đó không biết, người ta đem đồ đó ta cúng cắm 2 3 cây nhang vậy đó, cúng thổ thần đất đai thì năm nay cho con mặn ăn khấm khá cho lúa được vụ ít sâu bệnh hay gì đủ thứ cho nó, cúng gì đó cô bác. Thì để mình kể cái sự tích địa phương đó, cô bác nghe chơi vậy đó tùy cái tín ngưỡng tâm linh của bác ơi, mọi việc thì nó cũng không sao tại vì nó không có hại cho ai hết đó. Cái việc gì mà không có hại cho ai thì cũng không đến nỗi không đến nỗi đó, tại vì mỗi người có một cái niềm tin, mình đem cái niềm tin của người mình mà phỉ báng cái niềm tin của người khác đó thì nó cũng khó đó. Mỗi người có cái niềm tin đó. Thì sao mà cái niềm tin của mình mà nó không có hại cho người ta cũng được, nhưng mà ngặt cái niềm tin là phải mình suy nghĩ cho nó xác đáng, là nhiều khi tuy nó không có hại cho anh ta nhưng mà ngặt cái coi chừng biết rồi mình thành bị máy tính thì nó cũng kỳ hồi cái khu này đẹp lên nha, đẹp trai đẹp gái, họ vô phân cò mấy con cò nó ị cánh phiếu cho ha. Rồi chơi đại gai vậy đó, từ từ cái nó cũng đẹp lên. Ui, cái dừa nó bự quá, cái dừa là cả lít rưỡi nước đó của hết hồ bự. Những cây dừa mà trái bự đó của thường là cái cây của nó cao hơn cây thường, có nghĩa cái lóng nó cao hơn. Ví dụ như những cái lóng của cây thường khoảng chừng lóng này là lá phải không, còn nó thì cái lóng nó dài ra vậy nè, để ý mình thấy nó vậy đó, cái mắt của nó dài hơn mấy mắt thường này cô bác này, thấy không, mỗi mắt nó cả 3 4 phân nữa, còn mấy cây thường nè cô bác, cái mắt nè cô bác thấy này, cái mắt của nó sát gịch nha, còn mấy cây mà trái bự là cái mắt nó xa vậy nè, nó bự con, cái loại bự con, mấy cây đó nó màu lớn lắm cô bác ơi, nó cao hơn ta, thường là nó cao hơn ta, hái dài đợt là cái cây tuốt trên trời à. Quá xá ổ chuột là nổ vậy trời. Trời này là bắt đầu có gầy nhiều đó, lúa bắt đầu là có bông ấy rồi ha, rồi bắt đầu gầy mò nhiều, hồi còn nhỏ thì gầy mò ít,
Như lúa cái này bắt đầu chín ha, gầy dữ lắm, người ta xịt thuốc chứ lắm. Mấy ruộng này sáng hình như có người ta xịt thuốc hả, hôm qua vậy. Hình như hôm qua nghe tiếng người ta xịt thuốc. Nếu như mà tính kỹ á, cô bác ơi, làm ruộng lúa 3 tháng rồi mà đổ xuống dưới ruộng lúa nào biết bao nhiêu thuốc mà nó thuốc bảo vệ thực vật đó cô, không biết bao nhiêu nó. Bởi vì nhiều khi mình sợ rau cải hay gì mà có thuốc tùm lum cho ha, ai về trong cái hột lúa của mình nó cũng biết bao nhiêu thuốc ở trong. Tại mình xịt chưa cây lúa hấp thu rồi, khi mà cây lúa chỗ bông nó ra bông ra hạt thì cũng còn xịt liên tục nữa là nó thấm vô đó cô, nó lưu vào trong đó thì nó cũng ấy nữa đó. Nó cũng bị ảnh hưởng phần nào nữa, thành ra lúa gạo của mình đó, nhiều khi nó cũng có tàn dư của thuốc bảo vệ trong chứ không phải ấy không, chứ không phải là rau cải không. Nhất là cô bác lại mấy cái chỗ nào mà người ta xịt thuốc ngay cái chỗ mà người ta pha thuốc đó để xịt đó cô bác, vỏ chai để đóng vậy nè. Ai đó mình cũng làm ruộng biết cô bác ơi, nội mấy cái bịch thuốc, mấy cái vỏ thuốc rồi để mấy cái chỗ xịt thuốc ha, mấy chỗ múc nước để đổ vô bình xịt á, rồi để đó đóng vậy. Còn bình thường mình không thấy, mình đi cái chỗ thường không thấy, ngay cái chỗ nào ta pha thuốc đóng rồi. Người nông dân thì cực, nhiều khi tới chừng thu hoạch đó thì lỗ chết luôn. Được rồi cũng lỗ cô bác ơi, nghe nói gì tụi mình lỗ từ lưa chứ. Có lời hay không là mấy cái người bán thuốc bảo vệ thực vật đó cô bác, mấy cái cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật, không biết nông dân lời hay không chứ người ta bán ra chai thuốc người ta lời mấy chục ngàn chắc ăn luôn. Chỉ hiếm cái khi nào mà bị giật lắm cô bác, bây giờ ít bị giật, hồi đó thì có bị giật là người ta mướn đất rồi, còn bây giờ ít mướn đất. Có nghĩa đất ai mới làm, thành ra cùng lắm là lỗ chứ không có giật. Thành ra mấy cái cửa hàng bảo vệ thực vật đó là người ta lời chắc. Hoặc là mấy cái công ty mà xuất khẩu gạo rồi đó cô bác, mấy cái chỗ đó là lời chắc. Còn cái người nông dân là chịu thiệt thòi nhất. Bởi vì bây giờ ở chỗ mình ở đây người ta cũng ngán làm ruộng lắm cô bác, làm cũng giống như vì cái thói quen chứ cô bác hỏi làm ruộng ở quê mình hồi người ta cũng ngán lắc đầu chứ. Mấy cái dân mà cứ cố cựu làm ruộng ở đây cũng lắc đầu chứ, làm phải giỏi mới được, có nghĩa là bỏ công sức rồi dữ lắm mới lời được. Chứ bình thường là làm khó lời lắm, làm chủ yếu là vì cái thói quen nhà nông rồi đó tới giờ làm, còn cái người trẻ trẻ giờ đâu làm. Mấy cái ông mà hồi chung tuổi á cô bác làm cái thói quen từ xưa tới giờ à. Như mình thì cho mướn cả chục năm nay rồi đâu có làm phải giỏi mới được cô bác, làm dở như mình á tính ra còn lỗ nữa. Lỗ cái tiền mướn á cô bác, ví dụ một công đất á thì cho mướn ở đây khoảng 3 triệu 3 triệu rưỡi phải không, có nghĩa là bây giờ cô bác cho mướn đây một năm thì cô bác chắc chắn là cô bác ẩm 3 triệu đến 3 triệu rưỡi trong túi mỗi công, phải không? Còn bây giờ giả sử cô bác tự làm không cho mướn thì cô bác làm sao mà mỗi công lúa cô bác lời trên 3 triệu rưỡi cô bác mới có lời, phải không? Tại vì mình cho mướn hết 3 triệu 3 triệu rưỡi rồi, mình ngồi không mà mình lời chắc 3 triệu rưỡi, mà bây giờ mình làm đi mỗi công mình lời được 3 triệu rưỡi thì mới có quề vốn mà cô, phải không? Để mình ngồi không mình cũng được 3 triệu rưỡi kìa. Thì thành ra làm sao mà từ 3 triệu rưỡi ăn lên mới có lời. Mà cô bác tưởng tượng là một công lúa mà lời 3 triệu rưỡi là cũng chẳng ai lại khổ đâu, không dễ đâu. Nhiều khi nhiều người mướn đất á cô bác ơi lỗ tuốt đó. Nhưng mà nhờ cái lời mướn số lượng nhiều và những cái người mà người ta không có đất hay gì, giả sử chẳng hạn cô bác, hoặc là đất ít á, cái người ta lấy công làm lời thì người ta có thể là lời được chút đỉnh, hoặc là làm giỏi trúng mùa có giá sao đó là chút đỉnh, còn bình thường thì khó lắm nha. Còn cái người mà dở như mình đó cô bác ơi, thôi bây giờ cho mướn đi lấy 3 triệu rưỡi chắc ăn luôn, lời chắc 3 triệu rưỡi luôn. Không có lời lỗ gì không cần biết. Nhưng mà mình ẩm chắc 3 triệu rưỡi rồi, giả sử vậy đó thì nó chắc ăn đó cô bác ơi, chứ làm dở như mình mà làm. Nhiều khi một công lời được chừng 1 triệu ngoài mà trong khi cho mướn tới 3 triệu mấy là cô bác thấy nằm không mà còn lời 1 triệu mấy nữa, phải không?
nhiều khi nó trái chiều ha. Đó. Bởi vì người ta nói là ngồi buồn đi buông thì lỗ đó cô bác ơi. Nhiều khi á có những cái cô bác đó kìa, nó ở không không biết làm gì, bài chuyện có buôn bán, mà buôn bán rồi tính tới tính lui trời ơi nó còn lỗ nữa. Ví dụ như đút ra 10 triệu đi, buôn bán rồi tới tính lui trời ơi lỗ hết trơn à, lấy lại được có 5 triệu rồi, chỉ là lỗ hết 5 triệu. Vì để nằm không đi mà 10 triệu còn nguyên. Bây giờ buôn bán cực khổ gần chết luôn, vợ chồng sâu xé với nhau, mặt nặng mày nhẹ gì, làm việc cực nhọc thức khuya dậy sớm mà còn lỗ thêm 5 triệu nữa. Bỏ vốn là 10 triệu mà giờ thu hồi lại được có 5 triệu mà còn thức khuya dậy sớm nữa. Cái đó cái dạng mà ngồi buồn đi buông thì lỗ đó. Nói thì nói vậy đó cô bác ơi, chứ lao động là vinh quang ha. Ai cũng muốn thắng chứ, nhưng mà nhặt cái trong cái thắng nó có cái thua. Chứ là nói chuyện vui thôi. Chứ ai mà có cái ý chí mà làm việc thì nó quý rồi. Dù cho nó lỗ chút đỉnh thì cũng không đến nổi. Mà quan trọng là mình cố gắng rồi thì cái sự việc tới đâu tới. Và coi cái khả năng mình tới đâu nữa phải không cô á. Không phải nhắm mắt làm liều cái là rồi thua luôn à. Ví dụ đồng vốn ta có 100 triệu thì ta làm trong phạm vi 100 triệu, có lỗ rồi thôi hết vốn rồi thôi. Sợ có vốn 100 triệu mà làm ra tới 200 triệu mới chết lớn đó cô á, vừa lấy gì trả. Cái đó mới chết lớn đó. Theo cái khả năng của mình cô bác ơi. Người ta nói cái gì, người ta nói cái người mà sao đó, có gan làm giàu đó, có phước làm quan mà có gan làm giàu đó. Có nghĩa là cái người mà có phước rồi đó cô bác ơi, dù người ta có học hành hay không, hoặc là người ta có tới cái mức độ nào đi nữa, nhưng mà ta đã có phước rồi, tự nhiên cái cơ duyên nó đến đó, có thể người ta thành công. Có nghĩa là có phước làm quan đó. Làm quan là có cái danh vọng á, nói chung là về có cái danh vọng địa vị rồi đó. Có phước làm quan ở chỗ đó, chứ không phải là làm quan là chỉ là làm quan chức không đó. Rồi có gan làm giàu, có nghĩa là không phải là bắt chấp thủ đoạn rồi cô bác ơi, không có đồng xu trong người mà đi đi vay mượn cái gì mà chạy lên làm giàu, không phải vậy. Có gan làm giàu có nghĩa là mình không có nhút nhát trong cái chuyện làm ăn, phải không cô bác? Ví dụ như mình có khoảng chừng 10 triệu đi, nhưng mà cái thời cơ đến rồi, nhưng mà có người thì không có dám rút 10 triệu ra để làm ăn. Nó có 10 triệu vốn của mình không dám rút ra để mà làm ăn, nó không chỉ sợ nó mất, chỉ sợ làm lỗ rồi mấy rồi cái không có dám làm gì chứ, cái đó là thiếu cái gan nó cô. Còn giả sử á, cái người mà ta nói có 10 triệu à, mà bây giờ có gan làm giàu cái kiểu như mà 10 triệu à, mà đầu tư dài hỏi gì thêm 40-50 triệu nữa làm vô được rồi, cái đó là cái người đó người ngu chứ cái người gan vậy, phải không cô? Làm vòng vòng trong cái khả năng của mình rồi làm lên nữa. Làm gan ở đây có nghĩa là mình dám đầu tư trong cái phạm vi của mình, chứ không phải làm gan làm giàu chứ, làm bất chấp thủ đoạn làm trễ làm đại đó là cái đó đâu phải gan. Cái đó là ngoài cái khả năng của mình rồi. Ngoài khả năng, nhưng mà nhiều người có khả năng làm có thôi, nhưng mà không có làm, cái thời cơ đến rồi bỏ qua nó uổng. Ví dụ như có 10 triệu rồi, nhưng mà cái sự việc đó 10 triệu đó ra đó, mình có thể buông ra 10 triệu vốn của mình đó, mình có thể lời được 10-20 triệu là cái thời cơ nó đến rồi đó, nhưng mình bỏ qua nó uổng. Cái đó là thiếu cái gan, phải không cô á? Chứ không phải là người có gan làm giàu là tao nói bắt chấp thủ đoạn, nó không có đồng nào đồng xu đồng bạc nào mà tao tiền dai bạc hỏi xong mà đút vô là lỡ rồi nó trục trặc gì rồi sao, tiền đâu trả. Cái đó không phải làm gan, mà cái đó là làm càng á cô á ơi. Cái đó không phải làm càng nữa, mà tôi gọi là làm gì. Cái này là thí mạng cùi. Rồi được khúc rồi đó, quơ quơ trên đầu của mình hỏi nó gối tung chân. Ô, còn cưa cái nào nữa không, cái nhánh này nó trụi lá thôi, cưa luôn đi cho nó đẹp, cái buổi chiều cho có nó có ánh nắng được, điện điển được chưa. Mấy con chuột bữa nay nó cũng ghét mình dữ, mình cưa nhúc nhích cho nó chạy lòng lòn ở trong cái cửa hơi, nó đâu có nhảy xuống. Đó, cô bác thấy có ánh nắng vô cái điện điển rồi đó nha. Thank you.
đau lận. Đau lận. Ánh nắng rồi đó. Con lạnh rồi đó. Uống nước vô cái nó làm biến đó. Uống nước vô làm biến. Từ cái nắng này chắc nó gãy cái điện quá. Nhả từ từ nha, có gì đỡ lại nha. Ồ, vô cái kẻ không sao. Nó nổi. Không còn bà mẹ gì cái em nữa. Phân cò không tết giờ không có mưa ha. Mệt quá, mấy trời này bắt đầu nó phát lên rồi nè cô. Từ vài bữa nó sẽ đẹp trai đẹp gái cho mà coi. Này có đám cưới đám hỏi gì mà hát sùm từ sáng tới giờ. Bây giờ có mấy cái dàn nhạc trống đó cô bác ơi, mình tuốt ở chỗ khỉ ho cò gái gì nè mà vẫn còn nghe âm thanh ì ì. Huống chi mấy cái người mà ở ngay chỗ đó sao mà chịu nổi không. Bởi vì đám tiệc cũng dở đó cô. Đám tiệc là cái ngày vui, nhưng mà ngặt cái mình làm cho người ta kêu ghiêu quá cái nó mất đức. Cũng khó vậy đó. Tại bữa hả mình gặp cái ông kia, ông nói trời ơi chú ơi, nó hát gì đâu mà hát mà từ trạng vạng mà nó hát cho tới 4 giờ sáng luôn. Mấy ông nhậu đó cô bác, đám tiệc á, mấy ông nhậu đó ông gầy gà hát một cách tới sáng luôn. Tại đám tiệc mà tổ chức ngay gần tết á, người ta nói tết thì không có ai la ó hết trơn, mình lưu quốc một cách tới 4 giờ sáng luôn. 4 giờ sáng gục gạch hết nổi rồi mới ngưng đó. Ông nói chú ơi nó hát gì muốn chết nên nó tàn ác gì đâu, không để cho ai ngủ chứ. Cô bác thấy không, đám tiệc á mà mình để người ta kêu ghi quá đó cô bác ơi, nó mất đức đó. Nó mất đức đó. Thôi tình cảm gia đình sao mà nói chú ơi, bây giờ khoảng 10 giờ 11 giờ mình nghỉ được rồi. Sợ hàng xóm người ta ngủ không được, mình giả sử mình nói gì đó cô bác không, thì ai cũng thông cảm. Nhưng mà ngặt cái mình cứ chơi tới bến như rồi ngặt cái làm phiền. Hàng xóm nói gì nhiều khi con cái người ta học hành gì nữa mà nó đánh nó ình ình, bây giờ mà nhạc sống đó cô bác đánh gì luôn cả cây số còn nghe. Nhạc sống đánh lớn lắm mà ta ngủ nghe không được, nhất là những cái người già lớn tuổi nó cô bác ơi, người ta khó ngủ nữa. Người trẻ như mình nó nằm xuống là ngủ chết queo đâu. Như khó bởi vì nhiều khi thiếu ý thức chút xíu của nó hại cho mình chứ không phải hại cho người ta nữa. Ta kêu ghi quá mình mất đức. Khó gì đó, nhưng mà có ai để ý đâu. Chỉ lo cho mình không chứ lo cho người ta đâu. Rồi tới bến thì ai la gầy kể ai phải không, nhưng mà ngặt cái người ta kêu ghi quá thì mình mất đức. Mất đức đó cô bác, cái người nào mà làm chuyện mà ta kêu ghi quá từ từ cô bác ta thấy cái người đó là tàn gia bại sản luôn. Nó mất đức á, thiếu trầm trọng. Có thể hồi trẻ người ta còn chút cái chút phước của ngày xưa, cái nhân người ta giàu rồi đó, người ta còn chút phước. Nhưng mà cái khi mà về già cô bác ta, cái quả nó tới nặng đó. Khi về già bệnh tật rồi tán gia bại sản, con cái ly tán quỵ quặng đủ thứ hết chứ, là cái người đó cái giác đó là mất đức rồi đó, hết đức rồi đó. Cái giác đó nó chỗ cái quả rồi đó. Mình thấy có nhiều trường hợp đó, hồi còn trẻ trẻ cô bác ơi, 30-40 tuổi ăn nhậu la ó chữ bới, ta nói của nguyền của đủ thứ vậy. Mấy cái hành động đó là nó tổn đức chứ. Rồi tới chừng mà chung chung tuổi 50-60 tuổi rồi cô bác ơi, gia đình ly tán, nó còn cái quậy quạt nữa, cái giác đó là nó chỗ ra đó. Nhưng mà cái giác làm thì không có nghĩ đến cái hậu quả luôn cô bác, bởi vì cái câu chuyện mà trong cái bài học ngàn vàng đó cô bác có câu sao, phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Làm việc gì nghĩ tới cái hậu quả của nó,
cũng giống như ăn trộm á cô bác ơi, mình tưởng tượng cái hậu quả thôi, bị người ta bắt được, người ta đánh đập, người ta bắt bỏ tù hay gì giả sử gì đó hay không, rồi con cái mình ở nhà này nuôi giả sử mình nghĩ tới cái hậu quả gì đó, cô bác ơi, cái mình thôi mình không ăn trộm chẳng thà mình vác gạo vác lúa gì đó, nó cực nhọc làm cu ly cũng được nhưng mà nó có cái đồng tiền chân chặt không, giả sử mình tưởng tượng như đó, mình nghĩ tới cái hậu quả của, nhưng mà thường ít ai nghĩ hậu quả bởi vì nó có ăn trộm nó giả sử gì đó. Tới đây cái mẫu chuyện mà cô bác còn nhớ, cái mẫu chuyện hình như trong sơ duyên điển mình có kể, cái mẫu chuyện mà ăn trộm nó dạy con đó đó cô bác, người ta ăn trộm nè, bắt đầu cái bữa mà hắn già dẫn đứa con hắn đi ăn trộm, trời ơi ăn trộm mà cũng có gia truyền ăn trộm mà cũng có gia truyền, gia truyền con nói hả cô bác, vậy chứ cũng có rồi cô bác ơi, ăn trộm gia truyền con nói, cái nhà mà cái người cha ăn trộm rồi đó, mấy đứa đứa con đó, nó thấy dễ ăn nó cũng nó từ từ là nó làm theo đó cô bác ơi, đó từ từ là trái ớt trái cà sau lên con gà con vịt đó, để mình kể cái câu chuyện mà ăn trộm dạy con đó cô bác, thấy nó thiết thực nha. Đó, cái tên ăn trộm này tự nhiên nó mệt ngang nó ngồi xuống cái biến quá tại hướng vừa vô cái nó làm biến trong người, họ chở ra bẻ trái xoài để chấm muối ớt thôi chấm muối ớt nói cô bác thèm trái xoài thái mà chấm muối ớt thì còn gì bằng cô bác ơi, trái xoài trước đó nó chỉ về trong cái máy quay trên đầu nó còn quay không, giấc này ngồi dễ kể chuyện này cô bác chứ làm phân tâm khó kể chuyện lắm. Cô bác nào có bữa nào đang làm việc mà cô bác tưởng tượng ra câu chuyện cô bác kể nha, không có đứt đoạn phải sợ, nó phân tâm hai ba chuyện cái chuyện không được, chỗ nào ngồi yên chỗ dễ cái chuyện lắm mà dễ nhập tâm lắm. Cái tên ăn trộm này đó cô bác, hắn muốn truyền nghề lại cho con hắn, mà ngặt cái lý thuyết nó khác xa với cái thực hành cô bác, tại vì cái lý thuyết đó là nó chỉ một đường à, còn nhiều khi tới cái việc thực hành đó là nó muôn nẻo. Ví dụ như mình dạy mày chạy xe, mày lên xe là cái xe của mày nó lạng bên trái á, thì mày phải bẻ lái qua bên phải, nó lạng bên phải thì mày bẻ lái qua bên trái, mình giả sử gì đó cô bác, mình dạy trên cái lý thuyết gì đó, nhưng mà ngặt cái khi mà người ta lên chạy thực hành rồi đó cô bác ơi, nó đâu phải lạng bên trái lạng bên phải không đâu, mà nhiều khi nó liêu điêu như con gắt vậy đó, nhích qua phải một chút nhích qua phải, trái một chút rồi nó nghiêng xe bên này rồi nó đạp xe không ấy, nó đủ kiểu cho nó, nhưng mà trên lý thuyết đó thì mình chỉ diễn giải được phần nào thôi, phần nhỏ thôi phải không cô bác, bởi vì lý thuyết so với thực hành thì nó khác xa lắm. Bởi vì ông Phật ông nói sao cô bác, ông nói là trong 49 năm là ta chưa từng nói câu nào để cho mình đừng có dính mắc, tại vì cái lý thuyết á là nó chủ yếu là nó đưa mình tới cái con đường thực hành và thực hành đến cái nước gốc gáo á, chứ không phải cái lý thuyết là cái chính, cái lý thuyết là cái phụ, nó chỉ là cái bản đồ để dẫn mình đi tới cái đích thôi, chứ nó không phải là cái mục đích chính đó. Người ta là cái câu chuyện của ăn trộm dạy con đó. Tên ăn trộm này hắn cũng biết như vậy, đây là cái câu chuyện để người ta rút ra kinh nghiệm đó cô bác, câu chuyện không có thật, không có thật nha đó. Bây giờ nó dẫn cái đứa con đi đi thực hành, tại vì lý thuyết là có thể nói khi con tới nhà đó là con phải nhẹ nhàng lắng nghe rồi bắt đầu mở khóa coi trong nhà có động đậy hay gì không rồi mới lục tủ lục gương gì đó, giả sử vậy đó nha, nhưng mà trên lý thuyết thì vậy, mà dẫn đi thực hành mới biết được đó, để gia chạm mà mới biết được không cô bác. Thành ra khi những cái sinh viên á cô bác ơi, học ở trường rồi một thời gian đó, sắp ra trường thì người ta dẫn đi thực hành, đi lại công ty này công ty kia ta thực hành nhóc trơn đó cô bác, đó là những cái sinh viên đó, cho thực hành gia chạm thực tế mới biết được đó. Thì cái tên ăn trộm này dẫn đứa con vô cái nhà đó cô bác ơi, cũng quan sát kỹ lưỡng rồi. Cái nhà này cũng đơn chiếc có ba người, hai vợ chồng với đứa con nhỏ xíu. Thì ngày xưa mà cô bác biết là nhà cửa đâu có như mình bây giờ. Mình bây giờ mà ta nói có camera gì tùm lum hết trơn, đủ thứ rồi, khóa số, khóa gì tùm lum hết ha, cảm ứng rồi tùm lum hết, báo động rồi nữa. Nhưng mà ngày xưa thì nó khác. Ngày xưa thì người ta đơn giản có cái than rồi cô bác ơi, người ta gác cái than xuống cái là xong. Ở trên người ta có hai cái bợ gì nè cô bác, ở trên người ta có cái than cái rễ xuống cái là xong, đẩy ra để vô đâu được. Nhưng mà ăn trộm thì nó hay lắm. Cái kẻ đó cô bác ơi, nó lòn một miếng sắt mỏng, cái nó đưa dưới cái này dở lên rồi nó ra cái than, giả sử vậy đó.
Còn cái ổ khóa ngày xưa cũng vậy nữa. Hoặc là ngày xưa là nó đào tường khoét ngách, có nghĩa là nó có đào cái lỗ. Cái tường ngày xưa xây đâu có kiên cố như mình giờ cô bác. Mình bây giờ mà đổ tả bàn tùm lum tứ la trơn. Còn ngày xưa người ta xây kiểu đơn giản, tường bao quanh nhà đó, thì ăn trộm nó sẽ đào đất, đào lỗ tường. Bởi vì người ta mới gọi là đào tường khoét ngách đó cô. Khoét ngách rồi đó, dân dân đó. Có nghĩa là khoét mấy cái lỗ, cái lỗ ở trong nhà, xung quanh nhà đó để chui vô. Còn đào tường là đào lọt ở dưới, hả cô? Đào ở dưới cái chân tường, đi vòng lên để đi vô trong. Đào tường khoét ngách rồi đó. Thì cái tên ăn trộm này sau khi mà lọt được vô trong nhà đó, cô bác ơi, cắt khóa hay gì đó, hoặc là mở dây. Ngày xưa có một số cái trường hợp cái nhà thường thường đó cô bác, là người ta buộc dây chứ người ta không ấy nữa. Như cái nhà, nghe nói cái nhà của ông nội bà ngoại gì mình ngày xưa đó, nghe nói cũng cuộc dây. Cuộc dây rồi cái đợt đó có ăn trộm là cái sự việc có thật đó nha. Là hồi đó là ăn trộm nó vô đó cô bác. Nó lấy cái dao nó cắt cái sợi dây ngay sột 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 sột. Là ở trong nhà hay đó cô bác ơi. Rồi tá quả lên ăn trộm nó chạy nó bỏ đi ra coi là cái sợi dây thì ăn trộm nó cắt hết phần nữa. Cái sợi dây bự đó cô bác nó cắt. Nhưng mà ban đêm cái tiếng động nó lớn lắm, thì nghe sột 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 sột. Mà cái người trong nhà chưa có ngủ. Sao cái bữa đó trằn trọc hay sao không ngủ được, thành ra là ố hô lên rồi nó sợ nó chạy, thì ra coi là cái sợi dây nó cắt hết phần nữa, cắt cái sợi dây mà lội sợi dây lội tối bự đó cô bác, sợi dây bự, thành ra cắt hết phần nữa mà chưa đứt. Đó là câu chuyện có thật ở nhà ông nội bà ngoại gì của mình ngày xưa đó, nghe kể lên đó. Còn cái cặp cha con này đi ăn trộm trong cái câu chuyện của mình đó, là cái câu chuyện giả tưởng thôi. Sao mà vô được trong nhà rồi, mình tưởng tượng nha, cắt dây đi, mở cửa vô trong nhà, chắc cái nhà nó không giàu lắm, bởi vì cuộc đơn giản thôi, cuộc bên trong thôi, chứ sợ trộm mà nó mở vô thôi. Nhưng mà đem dao theo nó cắt, đó, nó cắt vô được tới trong rồi đó cô bác ơi. Thì cái ông cha này muốn dạy cho đứa con mình một bài học, cho nó biết cái sự sinh tồn đó. Thành ra là ông vừa thấy đứa con vô rồi đó, ông xù xì, con đi lục trong cái gương. Mà cô bác biết ngày xưa có những cái gương lớn lắm cô bác, cái gương người ta gọi là cái hòm á. Cái hòm mình tưởng tượng giống như cái quan tài mà không phải cô bác ơi, cái hòm là những cái gương chứa đồ bự á, chứ không phải cái hòm là cái quan tài nghe. Cái hòm để chứa đồ đó, nhiều khi người ta cái hòm bự gì nào cô bác, hồi đó nhà mình cũng có một hai cái này. Kêu bằng cái hòm, cái rương, mình kêu cái rương đi cho dễ. Chứ nghe cái hòm nhiều khi tưởng cái quan tài á. Nó dài gì nữa cô bác, có cái dài cả mét hai gì nè. Đó, còn cái bề ngang nó khoảng 6 tấc gì nữa cô bác. Ở trên nó cao vậy nè, cái ngày xưa cái sắp đồ để trống á cô bác, đồ đạc cái mình sắp mình để trồng sắp vuông để trồng lên như nè. Rồi đó nhà mình cũng có như một hai cái mà giờ mối một mọt hơn hết rồi đó. Người ta có những cái rương vậy đó, cái rương cái hòm để đồ. Chứ bây giờ mình là phát triển không cô bác, bây giờ mình có tủ đóng máy đủ thứ hết trơn rồi, có móc đồ treo lên. Còn ngày xưa người ta đâu có biết tới cái vụ cái móc cái ấy này đâu cô bác, ta xếp đồ vô gương không à. Xếp đồ vào tủ rồi đó, vào tủ vào gương rồi đó, chứ mình đâu có treo như mình bây giờ mình tiến bộ rồi. Thì có cái gương đó cô bác ơi, bắt đầu xù xì chỉ đứa con vô trong gương đó con lục coi có cái gì không. Thì bắt đầu hai cha con đó cô bác bắt đầu mới mở cái gương từ từ lên đó. Cái gương thì nó có cái nắp ở trên đó cô bác, nó cao khoảng chừng 5-6 tấc gì đi, mà nó dài khoảng chừng thước thứ hai, mà khòm khòm á, thì sợ ở ngoài người ta thấy, đứng khòm khòm mà sợ ngoài ta thấy, thành ra chui trong cái gương, đứa con nó bước vào trong cái gương đó, bắt đầu nó mò mẫm ở trong. Bắt đầu cái người cha này cô bác ơi chơi cũng ác nữa, đẩy cái nắp gương lại một cái sộp. Rồi lấy cái dây quấn cái cửa gương, rồi bắt đầu chạy viết ra ở ngoài cửa. Rồi cái lấy cái gì sợi dây quấn cái cửa, ô hô lên, quá là sớm ơi, có ăn trộm, ăn trộm. Có gia đình mới nghe cái sộp, cái chưa có phản ứng gì kịp, cho mà nghe ăn trộm hết hồn hết vía cô bác ơi. Bắt đầu đốt đèn lên. Ngày xưa ta đốt đèn chứ đâu phải như mình bật công tắc cái cụm cái là đèn lên đâu cô bác. Ngày xưa ta đốt đèn nhóm lửa cũng chẳng ai cũng mở không khói gì hết trơn. Đốt đèn cô bác nào sống cái thời mà ta nói đèn dầu đó nha, chắc tội nghiệp chứ. Ngày xưa mình cũng có thời sống đèn dầu đó cô bác ơi. Muốn nhóm lửa dễ đâu, lấy cái hột quẹt mà đá lửa đó cô bác. Đó, bắt đầu lấy cái tay mà gứt cái tim nó lên nha. Rồi cái tim mà nhiều khi làm bằng cái gòn đó cô bác. Cái trái gòn á, cái dồn dầu hôi gọi là dầu lửa trắng á, dồn ở trong cái mình quẹt cái nhóm lên, mà đốt xong rồi cái bắt đầu nó lụi xuống á cô bác. Bởi vì mỗi lần muốn quẹt rồi cái phải kéo cái tim nó lên quẹt, bởi vì nhóm lửa lần này chẳng ai bắt đầu mở khói, thấy không, châm lửa vô rồi mới dặn tim đèn vừa, thấy không, thấp quá thì nó không sáng,
mà dẫn cái tim đèn mà nó cao quá cô bác ơi, ống khói mình nó đóng khói không, đóng khói đang thui cái ống khói luôn, đâu thấy đường thấy xá đâu. Nghĩ là cái cảnh thời xưa nó khổ gì đâu ha. Cô bác nào mà lớn tuổi từ U30 trở lên nó sống cái cảnh kham khổ vậy. Ngày xưa đâu có điện cô bác, ngày xưa nhà mình đâu có điện, cái thời xưa đâu có điện gì vậy. Sống kham khổ. Cô bác nào ở chợ thì có điện lâu rồi, còn ở quê mình thì mới có điện khoảng chừng 20 năm nay thôi. Nó hồi trước nữa thì nó khó khăn dữ lắm. Nhúm được cái đèn dầu lên là theo mình nghĩ chắc cũng cả 2-3 phút rồi cô bác. Mà cái tên ăn trộm con đó cô bác ơi bị mắc kẹt trong cái gương đó, tại vì ông cha ông đẩy cái gương lại, ông lấy về ngoài ngoài, tại vì cái gương đó, nó có cái then đó cô bác, hai cái then với nhau vậy nè, người ta có thể móc ông khóa vào hai cái then tròn vậy nè, có thể móc ông khóa, thì ông lấy cái sợi dây ông buộc cái này là trong gương sau mình nó ra được. Rồi thành ra là cái chủ nhà cô bác ơi, người ta nghe ăn trộm ở ngoài sân á, tại vì cái ông kia đóng cửa rồi ông mới ăn trộm ở ngoài, thì bắt đầu người ta gọi lên vòng nhầm nhà, thấy nhà cửa đồ đạc còn nguyên cho là gương khòm gì còn nguyên, chưa có ai giấu mở hay gì chứ, mà nhà cửa đèn đuốc hay gì gạo thóc hay gì cũng còn nguyên không còn chứ, thì người ta nói cái này là chắc ăn trộm đâu ở hàng xóm hay gì. Hai vợ chồng với đứa con bắt đầu dòm ngó xung quanh, rồi ngặt cái câu lại sao mà không có thấy mất mát cái gì chứ, mà cũng sơ ý cánh cửa nữa, tại cánh cửa ông kia ông khép lại rồi. Cũng sơ ý đi, thấy gỗ sơ dòng cái đèn dầu mờ mờ rồi cô bác ơi, thấy cửa vẫn còn khép không, nếu ông chạm vô thì cửa mở, mà cái này cửa còn khép mà gương hòm cũng còn đầy y nguyên, đồ đạc cũng còn y nguyên trên bàn, nó không có gì sụp sạo chứ ha. Thì bắt đầu chắc không có gì, cái này ở hàng xóm ở đâu á, bắt đầu lên giường ngủ nữa, vừa lên giường ngồi cái đứa con ở trong nó không biết sao mà tìm cái cách nào mà thoát ra, công nhận cái ông cha này hình như là ông muốn có vợ nhỏ hả, là ông có con khác ở ngoài đường hay gì, ông muốn ghim vô làm con ruột hay gì, còn mình ông ghét từ đời thở nào cái gì, ông cố đền bữa nay ông hại cho mình bị bắt thì ở tù, bị người ta đánh đập chết cho ông mới vừa lòng. Cho ông cha này, ông cha quá trời ác rồi, như là bộ phù thủy đó, ở trong hòm rồi, cái nguyền của ông cha lắm, xong rồi ông chơi mình cái kiểu nào là chơi trên mạng sống của người ta rồi đó cô bác ơi, phải không, ăn trộm mà bị bắt đó, là đánh là thừa sống thiếu chết, có khi là người ta giết luôn á cô bác. Tại mắt của người ta tức lắm. Với nhiều người á, ở chỗ mình trước đây cũng có số người đã bắt được ăn trộm đó cô bác, đánh dữ lắm. Cái người bị mắc của thì đánh ít, mà những người xung quanh ta bu lại, người ta đánh cái dạng đánh hội đồng đó cô bác, người ta đánh dữ lắm. Có mấy người máu nóng á, ta đánh dữ lắm, đánh hăng lên là đánh dữ lắm. Cô bác có đánh người hay không thì chưa biết chứ, mỗi khi đánh người vậy đó cô bác ơi, nó hăng máu lên ha, là đánh dữ lắm. Chứ không phải bình thường đâu, hăng máu lên á, đánh một hai cái hăng máu lên là đánh dữ lắm. Đánh đạp rồi chết thôi, tới đâu tới đó. Thì thành ra là cái đứa con này nó nghĩ thôi, cái này mà mình mà bị bắt đó là khó giữ được cái mạng sống đó, chứ không phải chuyện chơi đâu. Mà bây giờ hên cái là cái gia đình này không có phát hiện ra. Không phát hiện ra mình trong gương. Thành ra bây giờ hắn suy nghĩ nát đầu hết trơn, làm sao để thoát ra nè. Thoát ra trốn cái đã, còn cái mối thù với cái ông cha này từ từ tính sao, xong mà thoát ra cái đã. Trời ơi, đi gỡ cái máy xuống cô bác ơi, để ở đây nhiều chuyện hồi cái máy không biết nó còn quay hay không. Có lẽ làm việc mà cái khách ngồi đây nói chuyện nhiệt tình. Còn quay cô bác ơi, chắc này mở cái máy xuống rồi nè, để xa chút xíu, để cho cái khoảng cách nó khoảng như trên đầu của mình, để cái âm thanh dưới này nó lớn. Thì cái đứa con á, bây giờ nó chỉ nghĩ cái cách làm sao mà trốn khỏi cái gương thôi, chứ chưa có nghĩ tới cái vụ kia. Giờ trốn thoát trước đấy, cái vụ trả thù là tính sao, giống như là quân tử mà trả thù 10 năm không muộn vậy đó. Nên quay ra cái hướng này để cô bác thấy mà cái ánh chiều tà đẹp nha. Đã ghê chưa, à, mình ngồi đây mình kể chuyện đó. Hấp dẫn. Ngồi giữa đây nhưng mà kể chuyện đó. Thì cái đứa con của cô bác ơi nó làm sao mà thôi, kể vắn tắt tôi nha, dắt này vô để ngồi đây mà kể hoài nó vô duyên. Cái này cái video này cũng như là mình nhiều chuyện để có cái video. Dùng cái miệng lưỡi để có cái video. Kể cho hết luôn nha. Cô bác anh ruột mình kể nghe vui. Cái này hình như là mình có kể trong series điên điển rồi hay gì đó. Câu chuyện này nghe nhớ lâu lắm rồi. Ở đây vô tình hồi nãy làm cái gì mà sực nhớ liên quan tới cái câu chuyện này mà kể quên mất à. Chứ nói thật cô bác mình không có chuẩn bị mấy cái này chứ, thành nên nhiều khi kể nó cà chặt ra vô. Rồi cái đứa con này nó hy vọng sao mà chui ra khỏi cái gương đó cô bác ơi, chứ nó đâu có suy nghĩ gì nữa.
Tại cái việc trả thù ông cha thì từ từ tính, bây giờ cái sinh mạng mình là quý giá mà, là quan trọng đó. Thì bây giờ là nó trong cái đầu óc u tối nó mới nảy ra cái sáng kiến. Cô có còn nhớ cái câu chuyện mà coi chừng cửa não đó, thì bây giờ nó mới quào quào vô trong cái tủ, cái gương của nó đang nằm ở trong á cô bác. Quào sột 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 sột, tưởng tượng như nha ha, nó quào quào trong ha, mà chắc nó cũng có móng tay như mình, quào mới nghe ha cô, quào sột sột vậy đó, không biết vô phim nó có nghe sột sột không biết. Quào sột sột vậy đó, thì cái người chủ nhà cô bác ơi chưa ngủ, mới thiêu thiêu lại hà, chưa kịp ngủ mà nghe sột sột ở trong gương. Trời ơi cái này coi chừng có chuột bọ gì nó vô nó cắn đồ hết trơn. Ngày xưa thì gương cây đổ cô bác ơi, cái nhà nhà đất không à, nhà thường là nhà đất không à, thành ra chuột bọ nó đóng đùng nó ở. Ngày xưa cái nhà mình cũng vậy nữa cô bác, chuột nó đóng đùng ở trong nhà, nó làm tổ ở trong nhà, nhất cho nó bư ở dưới đất này cô bác, bư lỗ hang gì nó bư thành cái đùng chuột ở trong trong nhà của mình luôn á. Tại hồi xưa nhà đất đó cô bác, nhà đất rồi cái để đồ rồi từ lưa cái chuột nó vô nó bư hang ổ tùm lum, chứ thành ra ngày xưa mà chuột cắn đồ là chuyện bình thường. Thành ra cái ông này ông sợ mấy cái gương đồ, để mấy cái đồ bộ đồ mới, mấy cái bộ đồ ăn cổ rồi đó, mà chuột nó vô nó cắn cái là rồi đó. Ngày xưa sắm được bộ đồ quý lắm chứ không phải như bây giờ đó. Bây giờ nó thiệt chứ cô bác, cầm 5.000 10.000 là cô bác có cái áo mới quần mới đâu cô bác tin không, cái đồ sida kêu bằng đồ sida chứ thiệt tình đó. Nhiều người đó, cô bác ơi nhà giàu đó, người ta đâu có mặc đâu, ta mua về ta thấy ta thích thích mua về mà đâu có mặc đâu, treo đó rồi giết rồi bán. Bán đồ sida. Có những bộ đồ người ta chưa từng mặc luôn. Hồi mấy cái đợt mà đi cứu trợ đồ đó cô bác, mấy cái cô đó nói trời ơi tôi mua đồ, nói thiệt với chú á, nhiều khi đó, thấy đẹp quá à, mua về mua mua về mấy cái mà mình không có dịp mặc rồi bắt đầu đem cho luôn à. Mấy cái người giàu có tiền đó cô bác, nhiều khi thấy đồ thích thích ham ham mua về mà không có mặc, thành ra đồ sida nhiều khi đồ cũng đồ mới toang luôn, 5.000 10.000 bây giờ cô bác là lại mấy cái chỗ mà bán đồ la đó người ta bán nhóc trơn rồi. Còn ngày xưa mà kiếm có bộ đồ, hồi xưa mình mặc đồ gạch biết nhiêu nữa. Giá gì đồ tùm lum lỡ hết trơn, bởi vì cực khổ. Bởi vì bây giờ cô bác thấy mình mặc đồ bèo bèo á, vậy là quý hơn hồi xưa dữ lắm rồi. Bây giờ thì dư sức mua đồ mới cô bác ơi, nhưng mà mình thấy so với cái ngày xưa gì là mình quý dữ lắm rồi. Che thân thôi ha, cũng không quan trọng lắm. Mình thì không quan trọng cái việc ăn mặc lắm, nhưng mà ra ngoài đường thì sao cho nó tươm tắt chút xíu để người ta nói mình bày hại. Còn ở nhà thì mình mặc đơn giản lắm. Cái quần cục với cái áo thun là rồi đó. Thì cái người chủ nhà này người ta sợ mà chuột nó cắn đồ hết đi, đồ ngày xưa quý giá mà, thành ra là ổng thích vậy, ổng ngồi vậy cô bác ơi, ổng coi cái gương đâu, ổng coi lên sau cái gương mà có cái sợi dây ngoái ngoái này, không biết vợ con của mình hồi chiều nó có ngoái hay không thì không biết, con vợ còn nằm ngủ đó mà ổng bật gì ổng coi, ổng sợ bị chuột cắn thôi. Ông ngoái ngoái ông dở cái nắp gương lên ông coi, thì thằng ăn trộm này nó chuẩn bị sẵn rồi, vừa dở nắp gương cái nó tung ra, nó đè ông nó chạy, nó tung cửa nó chạy cô bác ơi, nó chạy quá trời chạy luôn rồi. Ông ô hô lên, ăn trộm ăn trộm ăn trộm trộm, hồi rồi hàng xóm gì người ta cũng chạy biết ra, người ta rượt theo, nhưng mà rượt tông nhà rượt ra được thì ăn trộm nó chạy được khúc rồi cô bác, nó chạy được chừng 40 50 mét rồi nghe, thịt 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 trước rồi. Thì cái thằng ăn trộm này nó chạy với cô bác ơi, mà cái đường nhiều khi cái đường mà nó trống quá không có cái đường chạy, thành ra là bị người ta rượt theo hoài, nghe thịt 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 trước là người ta rượt theo hoài không có cái chỗ trốn, thành ra đi tới cái giếng rồi đó, có mấy cái khu vực người ta mà đào những cái giếng đó cô bác nào chắc có một số cô bác sẽ chưa từng thấy cái giếng luôn. Tại mấy cái đợt mình nói cái giếng nhiều cô bác hỏi cái giếng là sao, không phải cái giếng khoan của mình bây giờ cô bác, cái giếng người ta lấy nước là cô bác nào ở miền Trung á là thấy giếng nhiều, miền Trung miền Bắc là giếng nhiều, người ta đào cái giếng nhiều khi có mấy cái giếng mà cái đường kính là khoảng 3 4 mét đó cô bác. Như ở ngoài Phú Quốc mình có những cái giếng á là bề ngang khoảng cả 5 mét vậy, nó to khủng khiếp vậy đó, cái giếng giống như cái ao nhỏ vậy đó, người ta đào để lấy nước đó cô bác, người ta thảy mấy cái gào xuống người ta múc nước đó. Còn mấy cái giếng thường thường là bề ngang khoảng chừng 1 mét à cô bác, 1 mét đường kính à đó, người ta đào xuống dưới cả 10 mấy 20 mét cái bắt đầu ta xây gạch dài lên, người ta đào tới cái mạch nước rồi đó, chỉ thảy cái thùng hoặc là người ta làm cái gào quắn người ta cuốn nước lên thôi. Thì cái tên ăn trộm nó chạy tới cái giếng nước rồi đó cô bác ơi, nó có thấy mấy cái thùng đó, người ta mà múc nước lên nó cái thùng để cặp giếng đó mà nó còn nước ở trong á, cái nó cầm đại một cái thùng nó dục xuống giếng. Thằng trộm này nó cũng lanh trí nữa. Nó mới la lên, bà con cô bác ơi thằng ăn trộm nó nhảy xuống giếng rồi. Thì nửa đêm mà cái tiếng mà nguyên nửa cái ngào gạo nước mà nó rớt xuống giếng cái ình vậy đó cô bác, thì cái tiếng lớn dữ lắm.
mà người ta đâu có phân biệt tiếng ai tiếng ai đâu. Bằng đi mà chạy hối hả lôi ngược cái tên trộm, mà nghe nói tên trộm nó nhảy xuống giếng rồi thì người ta cũng nói là chắc tên trộm này nó hết cái đường chạy rồi, nó không biết đường chạy rồi, nó nhảy xuống giếng nó trốn. ta bu lại cái giếng, mà nó cũng súng lại cái giếng đó nữa cô bác ơi. Mà người ta mà đâu có ngờ là cái thằng này là thằng ăn trộm, tưởng là cái thằng này thằng ở xóm mình nó rượt dòng ban đêm mà thấy đường thấy xá gì đâu, thấy mờ mờ chạm chạm đó. Rồi thành ra nhân cái lúc mà người ta lộn xộn không biết làm sao, có người thì phân công đi lấy than, có người thì lấy đuốc hay gì đó cô bác ơi, cái nó mượn cơ hội cái nó lẻn lẻn đi mất tiền. Rồi nó về đó cô bác ơi, nó về nó hầm ông cha nó quá rồi. Nó bằng cha nó về nó con coi cha là cái người ruột thịt nhất, thấy không, cái người của con mà tin tưởng nhất hồi đó tới giờ nó, ai về bữa nay gạt con đi vô cái chỗ chết, cha thấy cha làm cha vậy mà coi được không. Cha thử nói vậy đó, nó hầm hầm dữ lắm rồi, nó còn muốn quánh ông cho đừng nói tại hại chút xíu nữa nó chết rồi. Ai về ông cha chắc là ông cười ha hả lên, nó nói rồi vậy là con đã thành công rồi. Thành công rồi. Thành công rồi. Cái đứa con nó bỡ ngỡ, nó thành công gì? Chút xíu nó ông giết tôi chứ nó thành công cái gì. Thì công cha vô lương tâm. Ông cha cười ha hả nói, nó cái nghệ thuật ăn trộm nó không phải là lấy đồ người ta không, nhưng mà phải tìm cách thoát thân chứ không phải là lấy đồ không. Phải không cô bác? Cũng giống như là cái nghệ thuật mà người ta mà chài sắn những cái chài đồ đó cô bác ơi, mình làm thì được, nhưng mà làm sao để cái tay của mình không có dính chàm mà. Cái đó nó mới hay. Phải không cô bác? Ví dụ như cái người mà xịt thuốc sâu ở mấy cái mảnh lúa nè, xịt sao mà sâu chết nhưng mà cái tay của mình không có dính độc. Cái đó mới là cái nghệ thuật đó cô bác. Đi ăn trộm lấy của người ta thì nó dễ, nhưng mà ngặt cái làm sao để người ta đừng bắt mình mới là khó. Ở cái nghệ thuật nó khó là khó ở cái chỗ đó, nghệ thuật ăn trộm. Cái này là cái câu chuyện vui để mình rút ra cái kinh nghiệm hết cô bác. Cái việc làm của mình á, làm thì dễ nhưng mà để giải quyết được cái hậu quả của nó mới là khó. Không cô, nó ví dụ như sinh ra được một đứa con thì nó dễ, nhưng mà sao mà giải quyết cái hậu quả của cái đứa con, có nghĩa là phải nuôi cho nó ăn học, cho nó thành tài, không có, cho nó được như những cái đứa con khác của người ta, cái đó mới là cái khó. Cũng giống như cái nghệ thuật đi ăn trộm thì nó dễ, nhưng mà bây giờ phải làm sao để cho mà mình thoát được cái cảnh tù tội, thoát khỏi cái cách người ta bắt, giả sử như người ta dây bắt thì mình phải làm sao để trốn được. Đó, cái đó là cái nghệ thuật đó ha. Còn giống như là y hệt như là cái việc mà mình xả thân xịt thuốc ở đây cũng vậy. Trồng lúa thì nó dễ cô bác ơi, nhưng mà mình làm sao để mấy cái cây lúa này mà nó không có bị sâu bệnh, đến cái ngày thu hoạch mà mình bán được ngon lành á, cái đó là giải quyết cái hậu quả đó. Chứ gieo cái hột lúa xuống thì nó dễ rồi, nhưng mà giải quyết từ cái khâu mà từ khi nó thành mạ, rồi bây giờ nó thành bông, rồi từ từ rồi nó chín, rồi mình thu hoạch được, rồi bán được cho lái có giá nữa, cái đó mới là khó. Đi ăn trộm thì nó dễ, nhưng mà làm sao để mà lỡ khi nào mà bị người ta bắt thì mình chốt bằng cách nào, cái đó mới là khó. Đó là cái nghệ thuật đó cô bác ơi. Đó, bây giờ trồng cây điên điển xuống thì dễ đó, nhưng mà vài bữa cây điên điển là nó có bông, là làm sao mà để hái rồi không biết làm sao mà để dưỡng cái cây này để cho nó có bông đều đều, rồi làm sao phải cho nó có đủ nắng đủ ấy gì để cho nó cái bông nó to để mình hái cho nó có cái số lượng, giả sử gì đi, thì nó mới khó. Chứ cái việc mà trồng cây điên điển xuống thì nó dễ quá rồi. Nhưng mà sao mà từ cái cây trồng xuống nè, mình chăm sóc làm sao cho nó cao, nó lớn, nó đủ ánh sáng, cái đó là cái hậu quả của nó đó, hậu quả sao trồng nè. Rồi chắc này vô luôn cô bác ơi, tại nhiều chuyện làm không có nhiều trơn ha. Xong mà bữa nay nó đẻ rồi cái câu chuyện này, thành ra là mình mới trễ rồi, nãy giờ có làm được gì đâu. Thôi đi vô luôn, chắc là cầm cái máy trên tay đi thì quay là thoải mái rồi đó. Đem trái dừa vô đường trái, đem hai trái luôn đi. Hai trái luôn đi. Mời mốt cái làm tiếp. Nói vậy cái ở quê mà làm vậy là nó dạng mà thanh nhàn đó cô bác ơi. Dùng nhà của mình làm nhiều làm. Cũng không nên nói chết đói. Rồi giả sử như mình làm công ty xí nghiệp mà nãy giờ cái kiểu mà làm chút xíu vậy đó, ngồi ở không vậy đó, người ta đá đít mình liền, người ta đuổi cổ mình liền. Còn thế này thì mình làm chơi chơi cũng được, làm được nhiều được, không quan trọng lắm. Cô bác thấy cái giường của mình dọn là đẹp trai đẹp gái liền ha. Bên kia mênh mông nữa kìa, để mình quay vòng vòng ở đây cô bác xem nha. Chắc này cũng khoảng 5 giờ rưỡi 6 giờ. Nhưng mà ở quê thì cô bác thấy còn sáng vậy đó.
tại bầu trời bao la mà. Còn ở phố thị hay gì là mấy cái tòa nhà nó che hết trơn à. Có trái dừa nó rụng giữa ao nữa kìa. Mình lấy cái lồng mình chọc một trái xoài nha. Tối chấm muối à. Ở đây thấy xài vậy đó cô bác ơi, vậy mà mình xuống cái gốc xài nhìn không thấy, tại nó khuất lá. Mình không biết chọn cái trái nào nữa nè. Khuất lá là cái chọc, nhiều khi trái bự mà không chọc rồi chọc nhầm cái trái nhỏ. Cái này tội nghiệp không kẹp nách nè, hai trái dừa. Rồi cầm trái xoài, hai trái dừa này bỏ luôn rồi. Rồi nè, sọc sao nè. Leo lên hái thì hái không tới. Có mấy trái đó. Này cũng thấy nữa nè, mà không biết trái nào bự, trái nào nhỏ, thấy thấp thoáng đó. Ồ, người này trái chín thúi luôn. Ồ, đây cũng con trái bự nữa nè, qua. Để mình đi vòng qua bên kia nghe, mình dòm qua. Vòng qua đây mình dòm qua để coi, để ý cái trái chỗ nào bự. Ồ, bên đây dừa khô nè cô bác, dừa khô nè. Rất là tối hù quay ngược sáng. Cái trái dừa khô bị lớn nè cô. Dừa này dừa dâu, dừa dứa gì đó, nhỏ xíu gì đó. Nè, dừa khô nữa nè. Để mình coi coi cái trái xoài. Ồ, trái đó nó chín luôn rồi kìa. Mà vô trong kia khuất là không có thấy rồi cô bác ơi, thua rồi. Khuất. Chỗ đó lá lùm xùm, mình đi dưới cái gốc xoài là không có thấy trái xoài đó rồi. Chắc không chọc được rồi. Mày chọc hên xui đi, chín dính cái nào dính. Bởi vì người ta nói người ở ngoài thì sáng, mà người ở trong thì tối là gì. Giờ xuống dưới gốc xoài, cái lá xoài nó che cho không thấy, mà đứng xa thì nhìn thấy. Có nhiều cái sự việc, cái người trong cuộc mà tối thui, ta gối tung chân, mà cái người ngoài cuộc thì ta sáng. Lại đây là không thấy trái xoài nè. Dẹp kỹ ra coi. Khuất luôn mất tiêu chưa. Cái cây này chọc hết chắc cũng cả mười mấy trái. Mình xuống đây hết thấy đường rồi. Hết thấy. Thấy dặn dạng không biết trái nào là trái nào. Chọc đại trái đi. Anh xuống đi. Nhiều quá. Con tay chọc khó quá. Cây quá thế dài. Cái cây này 6 mét mấy 7 mét rồi. Cầm con tay sao chọc. Coi cái trái xoài nó ở đâu. Thấy giờ nào chưa rồi. Thấy cái nào chưa, tá quả tầm tinh chưa. Ở đây con trai nè, chọc đại hên xui đi, nhầm cái nào tử là can đi, chúng cái nào quất cái đó. Đây thấy con trai nè, cái cây lồng này nó cũng muốn hết hạn sử dụng rồi. Vô chưa không biết. Ồ, vô rồi sao mà nhẹ dữ à. Cái xoài có hư không mà đụng nhẹ cái nó đứt à. Con tay thằng hồi. Ôi cái này nó đậu trái nhúc trơn rồi nè cô bác. Cái nhánh này cái chỗ mình chặt bỏ nè, mà nó đậu trái nhúc trơn rồi nè. Cô bác thấy nè. Cái trên này trái nhúc trơn nè. Đậu rồi đó. Ôi tay như thằng cùi vậy đó. Rồi giờ chọc sao cái trái cái chút béo. Ghê. Cái trái chút béo bèo vậy nè. Ôi giời ơi, thảm thương không? Trái là trà bá mà chọc cái này chút xíu. Một cái hên xui, tại cái số của mình đó. Gì vậy? Trái này nó còn non nữa. Chưa bự không? Một cái vậy đi. Nó thơm cái mùi xoài đá. Xoài này xoài thái luôn. Trái nó bự lắm. Mà trái thì mình chọc cái nhỏ.
Cái này là vô ăn một mình là ăn hết à. Nó cũng già già đó cô, không đến nỗi non lắm. Cái đầu của nó thăm thăm rồi nè. Rồi, cầm thêm trái dừa nữa đi vô luôn. Nó là cây xoài mình trồng nữa nè. Thì cái cây dừa này chết cũng không sao. Cây dừa này chết thì cái cây xoài này nó sẽ lớn lên. Đổi cây dừa thành cây xoài này. Cây xoài này mình tiếc mình để hoài đó, tới giờ có chỗ dùng rồi đó. Đẹp ghê chưa. Rồi cái vỏ chạy tới là làm cái âm thanh bị ô nhiễm rồi. Nói người ta ở dưới sông đó cô. Người ta đi ruộng á. Người ta đi ruộng lên về đó. Thì ở đây là không có cái đường đi bộ cô bác. Chỉ có cái khúc vườn của mình mới có đường đi thôi. Rồi dài dài dưới mấy cái đồng ruộng người ta là không có đường đi. Người ta bích kịch luôn. Không có đường đi à. Thành ra mình chỉ đi được là cái khúc của mình ở đây thôi. Nhiều khi mình vui vui mình mở cái đường ở đây, cái mình chạy xe đạp vòng vòng vườn chơi được. Cô bác thấy nè, đường này mình chạy xe đạp được đó chứ không phải chuyên chơi được. Chạy xe đạp vòng vòng vườn tập thể dục à. Rồi vậy thôi, khi mình tới đây kết thúc luôn cô bác. Còn gì nữa, gì nữa đâu mà khóc với sầu. Xài có bông lá gai đó. Cây này thì chưa, cây này mới có xa, có bông được năm rồi. Năm nay là năm thứ hai, thành ra bông nó chưa nhiều không. Vừa mới đủ tuổi có bông. Không gian yên tĩnh. Ở đây cô sẽ thấy một mớ xoài nè cô. Xa quá không biết thấy không. Xoài đó cô. Nó theo cái ngón tay mình chỉ đó. Xoài. Bữa hổm thồng ở dưới đây nhiều lắm. Mùng 2 Tết rồi mấy đứa nhỏ nó chọc nó ăn dùm bớt rồi đó. Chứ ở đây mình ơn mình cũng có ăn hết đâu. Nhúc chân. Rồi. Cây trái. Ôi sao cây luôn. Ôi ôi nó cũng báo đỏ hết pin luôn kìa. Cũng hay hết sức. Rồi video của mình tới đây kết thúc luôn cô bác ơi. Chiến lợi phẩm của mình dân này cầm theo được trái xoài với trái dừa. Rồi tới đây kết thúc luôn. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây luôn nha.